Tu chân Liêu Thiên Quần, Tống Thư Hàng, truyện cân vớt. Chương 1091, độc môn bí pháp nha nguyên bộ. Tống Thư Hàng. Tại Diệt Phượng công tử tay động phối âm bên trong, hắc thiết thần giáp, răng rắc, một chút phân liệt ra đến, lắp ráp đến trên người hắn. Mắt mù, vậy mà thật sự biến thân. Chuột hamster tà ma mở to hai mắt nhìn, nhìn lấy biến thành cục sắt Tống Thư Hàng. Diệt Phượng tiền bối, đừng làm rộn được không? Người cái này một cuống họng phối âm, bầu không khí lão lúng túng. Tống Thư Hàng ngẩng đầu lên nói. Ha ha ha, Diệt Phượng công tử cười ha ha, hắn tuấn mắt nhìn qua chuột hamster tà ma, tốt mập chuột hamster, uy, ngươi nhìn ăn ngon lắm bộ dáng. Chuột hamster tà ma. Hắn từ Diệt Phượng công tử trong mắt, cảm ứng được thật sâu ác ý. Hắn bất an rụt rụt thân thể, đối Tống Thư Hàng nói, chúng ta là một đối một quyết đấu, không sai à. Yên tâm đi. Trên lầu các vị tiền bối, đạo hữu cũng sẽ không xuất thủ. Tống Thư Hàng lý giải hắn lời nói bên trong ý tứ, khoát tay áo. Đồng thời, bảo đao phách toái xuất hiện tại tay phải hắn cùng nhau xuất hiện, còn có vô hình đao cổ. Đao cổ duy trì ẩn hình trạng thái, lơ lửng tại Tống Thư Hàng bên cạnh thân, tùy thời mà động. Chuột hamster tà ma hít sâu khẩu, lập tức cây tăm kiếm, nhắm ngay Tống Thư Hàng. Một người một chuột rằng co mà đứng. Chuột hamster trên người có kiếm ý ngưng tụ, gió nhẹ thổi lên, thổi rơi trong viện lá rụng. Lúc này, chuột hamster tà ma trên người kiếm ý thoáng hiện, đem lá rụng chém thành nhỏ vụn. Nhỏ vụn lá rụng bị gió thổi, cuốn về phía Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng không cam lòng yếu thế, trong hai con người đạo ý hiển hiện, xoát xoát xoát, gọn gàng đem nhỏ vụn lá rụng cắt thành cặn bã. Người nắm giữ đạo ý, chuột hamster tà ma trầm giọng nói. Lần trước gặp mặt lúc. Ta liền đã nắm giữ, không trải qua về ngươi chạy nhanh, không có cơ hội để ngươi kiến thức. Tống Thư Hàng bình tĩnh nói. Ngược lại là xem thường ngươi, nhưng là dạng này ngươi, mới có tư cách hơn để cho ta đưa ngươi đánh bại. Chuẩn bị kỹ càng nghênh đón một trận thảm bại đi. Chuột hamster tà ma bày ra hắn chiêu kia, thiên ngoại phi ma thức mở đầu. Giữa chúng ta quyết đấu ghi chép, tạm thời là một hòa một thắng. Bại tướng dưới tay, Tống Thư Hàng bình tĩnh như trước nói. Đánh giám, nếu là ngươi không tá trợ ngoại lực, ngươi và ta ở giữa trận chiến đầu tiên, ta sớm đưa ngươi đánh ngã. Chuột hamster tà ma cả giận nói. Trên thế giới này, không có, nếu là cùng, nếu như. Chỉ có kẻ thất bại, mới có thể giống bại khuyển đồng dạng, dùng, nếu như, tới dỗ dành bản thân. Tống Thư Hàng nói. Đang khi nói chuyện, vô hình đao cổ đã tìm được một cái rất tuyệt vị trí, nhắm ngay chuột hamster tà ma đao cổ ẩn hình hiệu quả chính là cường hãn. Chuột hamster tà ma căn bản không cảm ứng được sự tồn tại của nó. Lúc này, trên lầu 3, quan chiến thi la lị đánh cái tiểu cắp thiếu, Tống sư huynh cùng cái này chuột hamster còn không đánh sao. Nàng hôm qua một đêm đều không ngủ, lại đã trải qua thiên kiếp đạn đạo bạo tạc kích thích, trên tinh thần có chút mỏi mệt. Ngôn ngữ thượng công kích cũng là quyết đấu một bộ phận, Thư Hàng cùng chuột hamster chính thông qua ngôn ngữ đả kích đối phương khí thế, quyết đấu ở tại bọn hắn hai người rằng có lúc cũng đã bắt đầu. Tô Thị A Thập Lục trả lời. Kỳ thật chính là mở màn trước giảng chút rác rưởi lời nói, khiêu khích địch nhân. Nhưng hai người này ở giữa mở màn nói nhảm có chênh lệch chút ít dài, uy, Thư Hàng, các ngươi còn muốn đánh nữa hay không a? Lại không đánh, chúng ta liền tan cuộc a. Bạch Hạc Chân Quân kêu lên. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tống Thư Hàng. Chuột hamster tà ma. Hừ, mấy ngày không thấy. Ngươi ngược lại biến tranh chua nha lợi, ta ngược lại muốn xem thực lực ngươi bây giờ, có phải hay không cũng cùng miệng đồng dạng lợi hại. Chuột hamster tà ma nhún người nhảy lên, trường kiếm ra khỏi vỏ, tư thế yêu nhã. Đối mặt chuột hamster tà ma tất sát kỹ, Tống Thư Hàng cũng không có sử dụng, kim cương cơ sở quyền pháp, đi nghênh kích. Hắn chỉ là bình tĩnh nói, chúng. Xoẹt. Trong hư không chuột hamster tà ma, phần lưng đột nhiên bị đâm một đao. Sử đến một nửa thiên ngoại phi ma, lập tức bị phá đi. A chuột hamster tà ma kêu thảm, thân thể từ không trung ngã xuống, bay nhảy lấy ngã xuống đất. Tống Thư Hàng không có ra tay độc ác, chỉ là để vô hình đao cổ phá vỡ chuột hamster tà ma phòng ngự, cũng để nó thấy chút máu. Bất quá, Thư Hàng biến dị vô hình đao cổ quá sắc bén, một đao đâm thủng chuột hamster tà ma phòng ngự phía sau còn tự mang đao khí bạo tạc công kích. Đao khí tại chuột hamster tà ma thể nội nổ tung, uy lực không lớn, nhưng có thể để nó đau đến lăn lộn đầy đất. A a a a, chuột hamster tà ma lăn nửa ngày,
suy yếu vô lực nằm trên mặt đất, nhìn chằm chằm Tống Thư Hàng, vừa rồi đó là cái gì? Vì cái gì hắn cảm giác mình phần lưng đột nhiên bị người thọc một đao? Nhưng là quay đầu lúc, lại không thấy gì cả. Chẳng lẽ là Tống Thư Hàng tu luyện ra cái gì quỷ dị đao ý? Đó là của ta độc môn đao thuật hư không vô hình đao pháp. Tống Thư Hàng chứng trạc đàng hoàng nói hưu nói vượt, hắn mới sẽ không ngốc đến đem vô hình đao cổ bại lộ cho chuột hamster. Không nghĩ tới, người vậy mà đã luyện thành quỷ dị như vậy đao pháp. Chuột hamster tà ma dựng kiếm, đứng lên, tiếp theo, hắn lại hất lên bản thân áo bào trắng, nhưng là, người hư không vô hình đao pháp đã bị ta nhìn thấu, loại này chỉ có thể dùng để ám toán người đao pháp, dùng qua một lần phía sau đối với ta liền sẽ không có hiệu quả. Dứt lời, hắn lại bày lên thiên ngoại phi ma thức mở đầu. Đồng thời, trên người nó lóe lên hắc ám khí thức chữa trị pháp thuật quang mang lần trước, hắn cũng bởi vì không có tùy thân mang theo hệ chữa trị pháp bảo, kém chút liền Diệp Tư chỉ rũ thuật phí tổn đều trả không nổi. Cho nên lần này đi ra ngoài, hắn chướng tư thế, nhớ kỹ treo mấy cái chữa trị hình pháp khí. Chỉ rũ thuật khôi phục thương thế của nó, đồng thời hắn kích hoạt lên bản thân áo bào trắng thượng một cái cường lực phòng ngự pháp thuật. Cứ như vậy, Tống Thư Hàng cái kia quỷ dị hư không vô hình đao pháp liền không gây thương tổn nó. Ngươi còn không từ bỏ, Tống Thư Hàng nói. Tại đánh ngược lại trước ngươi, ta tuyệt không từ bỏ. Chuột hamster tà ma trầm giọng nói, lần này, để ngươi nhìn xem kiếm thuật của ta phương diện tiến hóa. Tiếp chiêu, ở ta nơi này một chiêu hạ kêu thảm đi. Vẫn là một chiêu kia xuất khí thiên ngoại phi ma tế lên, kiếm quang lướt về phía Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng khe khẽ lắc đầu, xem ra không đem ngươi đánh phục, ngươi là sẽ không buông tha cho. Đang khi nói chuyện, hắn trở tay nắm chặt bảo đao phách toái, ngự đao thuật. Tô Thị A thất bí truyền ngự đao thuật Nguyệt Quang. Lần này, Tống Thư Hàng không có ở bảo đao phách toái thượng kèm theo đao ý, cho nên phách toái đao hóa thành một bôi Nguyệt Quang, siêu từng cái điểm điểm, đón lấy chuột hamster tà ma. Ngự đao thuật, phá cho ta, chuột hamster tà ma thân hình xoay tròn, thiên ngoại phi ma lại sửa đổi bản, toàn lực phát huy, trực tiếp ép hướng bảo đao phách toái. Muốn đem Tống Thư Hàng ngự đao thuật cùng bản thân hắn cùng nhau đánh bại. Lúc này, Tống Thư Hàng lại duỗi ra tay phải, cách không đối chuột hamster tà ma thân thể, nhẹ nhàng một nắm, trói buộc. Thư Hàng trong đầu tưởng tượng chuột hamster bị tinh tế dây thừng trói thành dây thừng cầu hình ảnh, đồng thời trong miệng mệnh lệnh, thông qua thánh ấn, phát ra ngoài. Thánh ấn ngôn xuất pháp tùy lực lượng thi triển. Chuột hamster tà ma thiên ngoại phi ma lại sửa đổi bản, lại bị tàn nhẫn cắt ngang. Hắn chỉ cảm thấy bản thân xoay tròn thân thể, đột nhiên bị dây thừng trói lại, không cách nào động đậy. Tiếp theo, hắn trơ mắt nhìn lấy Tống Thư Hàng bảo đao phách toái biến thành Nguyệt Quang, hung mãnh chạm trên người nó. Ngoại trừ ngự đao thuật, Nguyệt Quang, bên ngoài, vô hình đao cổ lại một lần lặng lẽ chuyển tới chuột hamster tà ma sau lưng, vẫn là cái kia lão tư thế, vẫn là cái kia vị trí cũ, cho chuột hamster tà ma phía sau thọc thật sâu một đao. Ngự đao thuật, Nguyệt Quang. Phá đi chuột hamster phòng ngự, vô hình đao cổ phối hợp với đâm thấu chuột hamster bản thể phòng ngự, lại cho nó lưu lại đồng dạng thương thế, đồng dạng đao khí bạo tạc tổn thương. Chuột hamster tà ma kêu thảm rơi xuống đất, vừa đau lăn lộn đầy đất. Lăn nửa ngày phía sau hắn hư nhược nhìn về phía Tống Thư Hàng, lần này, lại là cái gì? Một cái tiêu chuẩn đơn vị, trói buộc pháp thuật, người sẽ không liền trói buộc pháp thuật cũng không biết ha. Tống Thư Hàng nghiêm túc nói. Lại là vô hình, chuột hamster trừng trong mắt đạo dựa vào cái gì Tống Thư Hàng pháp thuật đao thuật, đều là vô hình. Hừm, độc môn bí pháp nha, nguyên bộ, cho nên đều có ẩn hình hiệu quả. Tống Thư Hàng nói. Ngày, chuột hamster tà ma liệt nha nói. Còn muốn tiếp tục không? Tống Thư Hàng hỏi. Ta không tin ta còn muốn thử một lần nữa. Ta nhất định phải đánh bại ngươi. Chuột hamster tà ma cắn răng nói, đang khi nói chuyện. Hắn lại một lần sử dụng chỉ rũ thuật, đồng thời còn liên tiếp cho mình tăng thêm 3 tầng phòng ngự pháp thuật. Nhưng là, nếu như không phải ta hạ thủ lưu tình lời nói, người đã chết 2 lần. Tống Thư Hàng bình tĩnh nói. Chuột hamster tà ma. Bất quá, nhìn ngươi rất không phục bộ dáng. Ta nghĩ, hôm nay không cho ngươi đem tiến hóa sau kiếm thuật thi triển đi ra, ngươi là sẽ không cam lòng. Tới đi, cho ngươi thêm một cơ hội. Hảo hảo thi triển kiếm thuật của ngươi đi. Đây là một cơ hội cuối cùng. Tống Thư Hàng bình tĩnh nói. Tốt, chuột hamster tà ma trầm giọng nói. Lần này, hắn liền, thức mở đầu, cũng không lay động, trực tiếp thả người lướt lên, thân hóa thành lưu tinh,
cấp tốc hướng phía Tống Thư Hàng chém tới. Lần này, hắn không còn chủ quan, thân ở giữa không trung lúc, kiếm ý, kiếm khí, tinh thần lực cao độ ngưng tụ, hắn chém ra siêu trình độ một kiếm. Ẩn chứa tính dễ nổ kiếm ý kiếm khí, ngưng tụ làm một tôn lớn ma, hướng phía Tống Thư Hàng đánh tới. Một chiêu này uy lực, đã ẩn ẩn đột phá tứ phẩm cảnh giới hạn chế, có được ngũ phẩm cấp bậc uy lực. Trên lầu 3, Bạch Hạc Chân Quân xoa cằm, cái này chuột hamster kiếm thuật, có cao nhân chỉ điểm qua, uy lực rất có thể nhìn a. Thư Hàng tiểu hữu chơi qua đầu. Thi La Lị cảnh giới không đủ, nhìn không hiểu nhiều lắm, Tống sư huynh muốn thua sao? Nếu như Tống Thư Hàng muốn lựa chọn đón đỡ, một kiếm này không tốt tiếp. Một kiếm này, đã ẩn ẩn có ngũ phẩm cấp bậc lực sát thương. Diệt Phượng công tử nói, bất quá ta nghĩ, Tống Thư Hàng hẳn là sẽ không lựa chọn đi đón đỡ một kiếm này mới đúng. Tô Thị A Thập Lục, ta ngược lại cảm giác, Thư Hàng rất có thể sẽ đón đỡ một kiếm này. Hắn vẫn muốn khảo thí, Hắc Thiết Thần Giáp, chân chính lực phòng ngự. Bắc Hà Tiền Bối nói qua, cái này, Hắc Thiết Thần Giáp, nếu luận mỗi về phòng ngự, đầy đủ dùng đến ngũ phẩm sơ kỳ. Khó khăn lắm đạt tới ngũ phẩm uy lực kiếm thuật, muốn phá vỡ, Hắc Thiết Thần Giáp, phòng ngự, cũng không có đơn giản như vậy. Như Tô Thị A Thập Lục suy nghĩ, Tống Thư Hàng hoàn toàn chính xác muốn nhân cơ hội thử một chút tự thân phòng ngự. Bất quá, hắn muốn thử chính là, Hắc Thiết Thần Giáp, cộng, Đạo Ý, Khôi Giáp, tổ hợp uy lực. Chương 1092, chuột hamster không được thân thể bị móc rỗng. Đạo Ý Khôi Giáp hiển hiện, bao trùm trên Hắc Thiết Thần Giáp. Nguyên bản lộ vẻ sơ lược áp chế Hắc Thiết Thần Giáp, biến thoáng xuất khí mấy phần. Tống Thư Hàng khoanh hai tay, chính diện nghênh đón chuột hamster tà ma công kích, mặc dù tay trái còn tại Bạch Tiền Bối cái kia, không có trở về. Bất quá, Hắc Thiết Thần Giáp có cánh tay trái hộ giáp, cho nên hắn miễn cưỡng có thể bày ra khoanh hai tay tư thế. Hiện tại, liền nhìn chuột hamster tà ma công kích, có thể hay không đem hắn phòng ngự đánh vỡ. Chi chi Tống Thư Hàng, ngươi cho rằng ta nhìn không ra trên người ngươi, Hắc Thiết Thần Giáp có được ngũ phẩm cấp phòng ngự sao? Ta khán pháp bảo nhãn lực, viễn siêu tưởng tượng của ngươi. Nhìn ta một kiếm này, phá phòng ngự của ngươi. Chuột hamster thầm nghĩ trong lòng, vô cùng hưng phấn. Trên thực tế, một hồi trước đêm trăng tròn, tử cấm chi đỉnh cuộc chiến lúc, nó thiên ngoại phi ma sửa đổi bản, liền đã có được đánh vỡ, ngũ phẩm phòng ngự bùa hộ mệnh, uy lực. Mà lần này, thiên ngoại phi ma lại sửa đổi bản, uy lực tăng lên càng nhiều. Coi như Tống Thư Hàng trên Hắc Thiết Thần Giáp lại tăng thêm tầng một khải ý. Hắn cũng có lòng tin đem Tống Thư Hàng đánh ngã. Thua ở ta một kiếm này xuống đi. Kiếm quang chụp xuống, thiên ngoại phi ma biến thành lớn ma, đánh phía Tống Thư Hàng. Cái kia lớn ma, là như mưa rơi dày đặc kiếm ý, kiếm khí cùng cửu u tà năng tổ hợp mà thành. Có thể nói, đây là chuột hamster tà ma vung ra mạnh nhất một kiếm. Chuột hamster tà ma một bên công kích, còn vừa kêu lên, có loại không cần tránh, chính diện cương. Đến A, nếu là ta tránh né. Chính là ba ba của ngươi. Tống Thư Hàng khoanh hai tay, tự tin trả lời. Đồng thời, hắn tận lực áp chế công đức xà mỹ nhân, để cho nàng lần này không cần đi ra làm dối. Nếu không, lấy công đức xà mỹ nhân tính cách, chuột hamster tà ma kiếm chém tới Tống Thư Hàng trước đó, nàng khẳng định phải cường thế ra sân, sau đó kêu thảm một đợt, lại rót giả chết. Luận phá hư bầu không khí năng lực, Tống Thư Hàng chỉ phục công đức xà mỹ nhân. Thảo ngươi! Chuột hamster tà ma giống giận, kiếm quang điên cuồng chạm trên người Tống Thư Hàng. Đinh 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 đinh. Tống Thư Hàng cả người bị đại ma kiếm quang bao phủ. Phòng ngự trận pháp cùng kiếm khí va chạm, đạo ý cùng kiếm ý va chạm, cửu u tà năng cùng tiên thiên chân nguyên ở giữa dây dưa. Bạo tạc, ánh lửa, kim thiết tương giao tiếng. Tràng diện cực kỳ hùng vĩ. Trên lầu ba mấy vị người quan chiến, tại thời khắc này, mới nhìn đến hài lòng hình ảnh. Đây mới gọi là làm quyết đấu A, trước đó cái kia hai làn sóng, ta đều thay cái này tiểu chuột hamster bênh vực kẻ yếu. Bạch Hạc Chân Quân nói. Trước đó hai làn sóng, chuột hamster tà ma quỳ một mặt mộng bức, quỳ thời điểm cũng không biết bản thân là thế nào quỳ. Quỳ xong, còn bị Tống Thư Hàng một trận lắc lư. Cái này một đợt, chuột hamster tà ma kiếm thuật triệt để bạo phát, nhìn thấy Tống Thư Hàng bị đánh hình ảnh, vui mừng mắt người mục. Thi La Lị Hiếu Kỳ nói, Tống sư huynh công đức chi quang không có hiện thân hộ thể. Cái này chuột hamster là cửu u sinh vật đi, trong công kích bổ sung lấy cửu u khí tức tà ác, công đức chi lực hẳn là sẽ tự động hộ thể mới đúng chứ. Đoán chừng bị bản thân hắn chế trụ,
Tống Thư Hàng công đức chi quang đã tiến hóa đến một cái rất cao cấp độ, tùy tâm sở dục hiển hiện hoặc là thu liếm, cũng không có vấn đề gì. Diệt Phượng công tử suy đoán nói. Tước yêu tiểu thải, sư phụ có thể kiên trì được sao? Trước mắt xem ra, chuột hamster kiếm thuật vẫn không có thể phá vỡ Thư Hàng phòng ngự. Tô Thị A Thập Lục trả lời. Đạo ý khôi giáp cộng hắc thiết thần giáp phía sau sinh ra hiệu quả phòng ngự không phải một cộng một đơn giản như vậy. Ánh lửa không ngừng, đây là công kích cùng phòng ngự đọ sức. Chuột hamster công kích liên miên bất tuyệt, Tống Thư Hàng cảm giác, nếu còn tiếp tục như vậy nữa, bản thân, đạo ý khôi giáp, nói không chừng muốn bắt đầu phản kích. Đã như vậy, liền lại khiêu khích hạ chuột hamster, để nó ra sức hơn công kích, dẫn một đợt, đạo ý khôi giáp, phản kích đi. Đây chính là ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo kiếm thuật, cũng chỉ có loại trình độ này sao, liền cho ta gãi ngứa đều không đủ. Tống Thư Hàng duy trì khoanh hai tay tư thế, lại bắt đầu giảng giác sửa lời nói. Hắc thiết thần giáp toàn thân thức phòng ngự, cho người ta rất lớn cảm giác an toàn, cái này một đợt phòng ngự ổn vô cùng. Chết chết chết, chuột hamster nguyên bản đánh lâu không xong, cũng có chút nén giận Tống Thư Hàng phòng ngự mai rùa, so với nó tưởng tượng không ngờ muốn dày. Hiện tại, Tống Thư Hàng lại bắt đầu khiêu khích hắn, hắn có thể nào không giận. Thế là, chuột hamster tà ma cắn chặt răng. Trong tay vẩy xuống mưa kiếm càng thêm tật mau dậy đi. Mưa kiếm biến thành tà ma như cùng sống đến đây, phát ra trận trận ma rít gào, thu hút tâm thần người ta. Kiếm khí tung hoành. Tống Thư Hàng chỗ đứng chỗ, trừ hắn đứng khối kia vị trí bên ngoài, đã bị đánh ra một cái hố to. Theo chuột hamster tà ma kiếm khí không ngừng bạo tạc, cái này hố to còn tại không ngừng mở rộng. Không sai biệt lắm, Tống Thư Hàng tinh tế cảm ứng đến bản thân, đao ý khôi giáp. Bản thân đao ý khôi giáp quá lười biếng, tại chuột hamster tà ma kiếm thuật không ngừng công kích đến, đã trải qua thời gian dài như vậy, mới cuối cùng muốn bắt đầu phản kích. Điên cuồng tiến công chuột hamster tà ma, trong lòng đột nhiên phun lên một trận bất an trực giác của nó nói cho nó biết, nếu như hắn không cách nào tại thời gian ba cái hô hấp bên trong công phá Tống Thư Hàng phòng ngự, liền có thể phải ngã nấm mốc. Chi chi chi, chuột hamster tà ma gấp kêu to, hắn cắn răng một cái, thúc giục một loại bí pháp. Trong nháy mắt, lực công kích của nó lại tăng vọt một đoạn. Kiếm quang uy lực tăng mạnh, công kích của nó hãy cùng mở đặc hiệu, biến càng thêm vào huyễn khốc. Ha 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 ha, lúc này, Tống Thư Hàng thoải mái cười tới. Lười biếng lười đao ý khôi giáp, cuối cùng đã tới điểm tới hạn. Sau đó, nếm thử của ta đao ý phản kích đi. Tại thời khắc này, chuột hamster tà ma trong lòng cảm giác nguy cơ mãnh liệt thăng, hắn không chút do dự ngừng công kích. Nhỏ nhắn xinh xắn thân thể trong hư không đạp mạnh, bước ra tránh về phía sau. Hiện tại mới muốn tránh, đã quá muộn, Tống Thư Hàng nói. Đao ý khôi giáp phản kích chém ra, nghiêm nghị đao ý, hỗn hợp Tống Thư Hàng đao khí, hóa thành kinh diễm một đao, chém về phía chuột hamster tà ma. Một đao kia, nếu là chém chúng, chuột hamster tà ma hôm nay, tam liên quỳ, liền không có chạy. Mắt thấy đao ý khôi giáp phản kích, liền muốn chém tới. Chuột hamster tà ma đột nhiên cắn răng một cái. Sau đó, nó cái đuôi nhỏ bắn ra, chủ động gãy mất. Chuột hamster tà ma cái đuôi, rất rất nhỏ, chỉ có hình cầu một điểm nhỏ. Không chú ý nhìn, đều sẽ coi là hắn không có cái đuôi. Đáng yêu cái đuôi nhỏ đoạn về phía sau, cái đuôi nhỏ chủ động đón lấy Tống Thư Hàng đao ý khôi giáp phản kích. 3. Cái đuôi nhỏ bị đao ý khôi giáp phản kích, chém thành cặn bã. Gãy đuôi cầu sinh, ngươi là thạch sùng sao? Tống Thư Hàng đậu đen rau muống nói. Đáng giận, vậy mà bức ta dùng ra một chiêu này, hôm nay tuyệt đối phải đánh ngã ngươi. Gãy mất cái đuôi phía sau chuột hamster tà ma cắn răng một cái, lần nữa quay đầu, điên cuồng tấn công về phía Tống Thư Hàng. Chỉ là hắn vừa mới chuẩn bị phản công Tống Thư Hàng, đột nhiên trong lòng loại kia cảm giác nguy cơ lại bắt đầu hiện lên. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Tống Thư Hàng đao ý phản kích? Còn có một đợt. Hèn hạ, lại là song đao lưu. Chuột hamster tà ma hét lên một tiếng, phản công đến một nửa lúc, thân hình lại là đạp mạnh, thả người tránh né. Tống Thư Hàng, cái gì? Thư Hàng tiếng nói vừa dứt chỉ thấy trong hư không, có một đầu trong suốt sợi rễ, lại nhanh lại tật, siêu, một chút thoát ra, thẳng tắp đâm vào chuột hamster tà ma trên thân. Đây là vật gì? Chuột hamster tà ma bảo kiếm trong tay vung vẩy, chém về phía sợi rễ. Nhưng là cây kia cần vô hình vô chất, vật lý công kích hoàn toàn chém không nứt hắn. Tại chuột hamster tà ma huy kiếm trong nháy mắt,
trong suốt sợi rễ hung hăng co lại chuột hamster tà ma trên người cửu u tà năng, bị điên cuồng quất ra. A, đây là cái gì quỷ đồ vật? Chuột hamster tà ma thét to. Há, là hoa sen sợi rễ a. Tống Thư Hàng lúc này mới hồi tưởng lại hắn một mực duy trì, hoa sen hình chiếu, trạng thái, sợi rễ kéo dài vô hạn đi ra, đang hấp thu thể lỏng quả cầu kim loại lực lượng biến thành đoàn kia tà năng. Quả cầu kim loại lực lượng biến thành tà năng quá mức khổng lồ, Tống Thư Hàng hoa sen hình chiếu hấp lực toàn bộ triển khai, cũng phải một ngày tả hữu thời gian đến hấp thu. Mà bây giờ, chuột hamster tà ma trong thời gian ngắn mượn nhờ bí pháp bạo phát, trên người nó tà năng đưa tới, hoa sen hình chiếu, chú ý. Hình chiếu hoa sen sợi rễ, thật nhanh phân mấy cây tới, cắm rễ tại chuột hamster tà ma trên thân, tham lam cắn nuốt. A, thả ta ra. Chuột hamster tà ma một trận kêu thảm, thể nội năng lượng kịch liệt sói mòn, hắn cảm giác toàn thân suy yếu. Hai hơi sau, chuột hamster tà ma lại quỳ, hắn tiểu xảo thân thể hư nhược nằm dạp trên mặt đất, cùng cá ướp muối đồng dạng không thể động đậy. Nếu không phải Tống Thư Hàng tại thời khắc cuối cùng cưỡng ép rút về hoa sen sợi rễ, hôm nay, chuột hamster tà ma liền bị rút thành chân chính chuột làm. Chi 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 chuột hamster tà ma hư nhược kêu lên vài tiếng không được, thân thể bị móc giống đồng dạng, cả ngón tay đều không động được. Tống Thư Hàng ngồi xổm hắn bên người, duỗi ra ngón tay chọc chọc nó bụng nhỏ còn muốn đánh sao. Chi chi, chuột hamster hư nhược kêu vài tiếng, còn đánh cái dám hắn hiện tại muốn trở về bồi bổ. Không có 10 ngày nửa tháng, đều bổ không trở về hôm nay tiêu hao. Tốt a, vậy hôm nay liền đến này là ngừng. Trước mắt, ngươi và ta ở giữa ba cuộc quyết đấu, một thắng hai thua. Tống Thư Hàng bổ đao đạo. Chuột hamster cố gắng làm mắt trợn trắng động tác, nhưng đáng tiếc hắn không có tròng trắng mắt. Nói đi, hôm nay tới tìm ta có chuyện gì? Tống Thư Hàng hỏi. Chuột hamster tà ma mỗi lần tới khiêu chiến hắn lúc, trên người cũng còn mang theo bạch tiền bối tu giao cho nhiệm vụ của nó. Có đôi khi là tìm hắn muốn cái gì, có đôi khi là mang bảo vật cho hắn. Ta chủ để cho ta đem một đầu hồ yêu mang tới cho ngươi. Chuột hamster tà ma yếu ớt nói. Hồ yêu, a, nghĩ tới, là lần trước tại trong cấm địa gặp gỡ cái kia hồ yêu a. Tống Thư Hàng trả lời, hắn còn tưởng rằng bạch tiền bối thu đem cái này hồ yêu quên đi. Tống Thư Hàng nguyên bản chuẩn bị tìm một cơ hội, liền đi cùng hồ yêu sư phụ gặp mặt một lần. Cái kia quyển bách thú thuần dưỡng bách khoa toàn thư, hắn cũng muốn tìm một cơ hội, truyền thụ cho chân chính tam thập tam thú thần tông, truyền nhân, chấm dứt đoạn nhân quả này. Hồ yêu ở đâu? Tống Thư Hàng hỏi. Bị ta phong ấn, chứa ở phía ngoài trong xe vận tải. Chuột hamster tà ma thở dốc một hơi, nói, mặt khác, làm chiến thắng ta ban thưởng, ta đưa ngươi một cái tình báo hữu dụng. Ngươi còn không có luyện chế tự thân, bản mệnh pháp bảo, a. À. Hừm. Bởi vì còn chưa nghĩ ra muốn luyện chế cái gì bản mệnh pháp bảo. Tống Thư Hàng nói. Chuột hamster, như vậy, người có thể suy tính một chút, từ tam thập tam thú thần tông, truyền nhân cái kia lấy một kiện, bản mệnh pháp bảo, phương pháp luyện chế. Chương 1093. Soát kỹ năng. Lấy một kiện, bản mệnh pháp bảo, phương pháp luyện chế. Loại hình gì pháp bảo? Tống Thư Hàng hiếu kỳ hỏi. Lúc này... Chuột hamster giả ngây thơ nháy nháy mắt, ngươi hỏi ta hỏi ai? Tống Thư Hàng. Chỉ ta chỉ là trước mấy ngày, thỉnh thoảng nghe ta chủ nhắc qua, tam thập tam thú thần tông bí truyền, bản mệnh pháp bảo, rất thú vị, là loại tổ hợp pháp bảo. Còn ta chủ nói là pháp bảo gì, ta nào biết được. Dù sao ngươi tu luyện là tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, nếu như không có thích hợp bản mệnh pháp bảo, vậy liền đi thử xem, lấy một chút tam thập tam thú thần tông. Bản mệnh pháp bảo phương pháp luyện chế, nói không chừng ngoài ý muốn phù hợp ngươi thì sao? Ngay cả ta chủ đều cảm giác thú vị pháp bảo, công năng chắc chắn sẽ không kém. Chuột hamster nói. Tốt ra cảm ơn ngươi. Tống Thư Hàng nói. Không cần khách khí, lần sau ta sẽ đem ngươi đánh thành đầu heo. Chuột hamster lãnh khốc nói, chiêu thức của ngươi, ta đều đã khám phá. Ta trở về liền trùng kích ngũ phẩm cảnh giới, chờ ta ngũ phẩm phía sau nhất định phải bãi ngươi tại dưới kiếm. Ngươi run rẩy đi. Tống Thư Hàng. Ngài lòng tự tin đến cùng là tài liệu gì tạo thành. Thoáng phân ta như vậy chỉ vài gam được không nào. Thở dài phía sau Tống Thư Hàng nhặt lên chuột hamster, xe hàng ở đâu. Liền đứng ở ngoài cửa, đi ra liền thấy. Chuột hamster nói. Tống Thư Hàng một tay nắm lấy chuột hamster, bước ra đại môn, sau đó liền có thể nhìn thấy một cỗ màu đỏ xe tải lớn đứng ở cổng cách đó không xa. Trong phòng điều khiển.
lái xe đang ngồi ở cái kia nhìn điện thoại. Chính là chiếc kia, ta cùng tài xế kia đã hẹn, hắn ở chỗ này chờ ta đi ra lấy hàng. Chúng ta đi qua đi, chuột hamster nói. Cứ như thế trôi qua, ngươi là dùng bản thể cùng hắn nói chuyện làm ăn, Tống Thư Hàng hỏi. Ngươi cảm giác người bình thường hội cùng một đầu chuột hamster nói chuyện làm ăn sao? Đương nhiên là dùng huyễn thuật, chuột hamster trả lời. Giao tiếp hàng hóa rất thuận lợi. Tại vị kia lái xe trong mắt, chuột hamster chính là một vị thân hình cao lớn nam tử trung niên. Nhìn thấy Tống Thư Hàng cùng chuột hamster tới phía sau lái xe mở ra xe tải thùng xe, lấy ra một cái to lớn dương gỗ. Hồ Yêu liền bị chứa ở trong dương. Giao tiếp hàng hóa hoàn tất phía sau chuột hamster từ không gian pháp khí bên trong đếm mấy trương màu đỏ tiền giấy, đưa cho lái xe. Ngươi lại còn hội trả tiền, Tống Thư Hàng cười nói. Ta cũng không phải phổ thông cửu u tà ma, chuột hamster dương dương đắc ý nói, không chút nào cảm giác mình hành vi là cho cửu u tà ma cái chủng tộc này bôi đen hoặc là nói, hẳn là bôi bạch. Hồ Yêu ngay tại trong dương, phong ấn là ta chủ làm, còn có 28 giờ phía sau phong ấn sẽ tự động giải khai. Chuột hamster nói, Tống Thư Hàng, không thể lập tức giải khai. Ta không có bản lãnh này, trừ phi ngươi gặp gỡ ta chủ, lại để cho chính hắn xuất thủ mở ra cái dương. Chuột hamster nói, tốt a, Tống Thư Hàng nghĩ nghĩ, liền cũng cái dương này tính cả bên trong Hồ Yêu cùng một chỗ chuyển rời đến, hạch tâm thế giới, sa mạc ốc đảo bên trong. 28 giờ, nói cách khác đến hơn một ngày thời gian phía sau mới có thể giải phong, đến lúc đó lại thả Hồ Yêu ra đi. Nhiệm vụ của ta hoàn thành, chúng ta lần sau gặp. Chuột hamster tà ma nói, sử dụng bạch tiền bối tu cho nó pháp khí, mở ra không gian thông đạo, tiến vào bên trong. Thân hình biến mất trước, chuột hamster tà ma còn không quên bổ sung một câu, run rẩy đi, Tống Thư Hàng. Lần sau gặp diện thời điểm, chính là ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ ngày. Tống Thư Hàng, có tự tin là chuyện tốt, nhưng mù quáng tự tin, là bệnh, muốn trị. Giải quyết xong chuột hamster phía sau Tống Thư Hàng trở về phòng ăn điểm tâm. Bởi vì Thi La Lị còn tại mệt dã rời, bữa sáng là đơn giản bánh mì nướng, trứng gà cùng sữa đậu nành. Cái kia chuột hamster đâu? Thả đi rồi, Diệt Phượng công tử hỏi. Hừm, hắn không phải phổ thông cửu u tà ma, chỉ là tới đưa hàng. Khiêu chiến ta chỉ là hắn nhất thời hưng khởi, Tống Thư Hàng trả lời. Đáng tiếc, Diệt Phượng công tử nói. Tống Thư Hàng, Diệt Phượng tiền bối, ngài thật đúng là muốn ăn hắn. Buổi sáng các ngươi có khóa sao? Tô Thị A Thập Lục hỏi. Có đi, bất quá nhớ kỹ là 3, 4, 2 tiết khóa. Thi, ngươi có muốn hay không ngủ trước một hồi, lại đi đi học? Tống Thư Hàng hỏi. Được, Thi nhẹ gật đầu, vuốt mắt đáp. Thập Lục ngươi thì sao? Buổi sáng có khóa sao? Tống Thư Hàng hỏi. Tô Thị A Thập Lục lắc đầu, cả ngày hôm nay ta đều nghỉ ngơi. Vừa vặn thừa dịp thời gian củng cố hạ cảnh giới. Hôm qua nàng và Tống Thư Hàng ăn cái kia dừng lại, chân cá sấu tiệc, phía sau mượn nhờ dược lực, đem tứ phẩm cảnh giới cái thứ nhất tiên cốt rèn luyện một lần. Tiếp đó, nàng vừa vặn rèn sắt khi còn nóng, tranh thủ sớm ngày đem thứ nhất tiên cốt rèn luyện thành ám kim sắc, dẫn lực lượng của nó tiến vào hư đan. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, đồng thời quan sát bên trong bản thân đan điền. Hắn phì kình hư đan đến bây giờ đều không có ăn no dáng vẻ. Cũng không biết lúc nào, hắn mới có thể hoàn thành dị biến. Bạch Hạc Chân Quân gặm xong bánh bao của chính mình phía sau hỏi, Thư Hàng, Bạch Tiền Bối còn tại độ kiếp sao? Hừm, còn tại soát thiên kiếp, Tống Thư Hàng tay trái, cách một đoạn thời gian sẽ còn tê liệt một chút. Vậy ta đi vì Bạch Tiền Bối chuẩn bị điểm ăn ngon, bổ sung hạ hắn tiêu hao lực lượng. Bạch Hạc Chân Quân nói, nếu như ta trở về trễ, thay ta xin phép nghỉ một chút. Dứt lời. Cũng không đợi Tống Thư Hàng trả lời, Bạch Hạc Chân Quân đã nhún người nhảy lên, từ trong cửa sổ bay ra ngoài. Không có Bạch Tiền Bối ở, Giang Nam Đại học thành, Bạch Hạc Chân Quân cũng lười đi. Cho nên, hắn dứt khoát kiếm cớ cho Bạch Tiền Bối tìm kiếm mỹ thực, chạy mất. Diệt Phượng công tử, cái kia Thư Hàng, chúng ta cũng bắt đầu đi. Hoàn thành giao dịch phía sau ta cũng phải rời đi. Diệt Phượng tiền bối không nhiều chơi một đoạn thời gian, Tống Thư Hàng cười nói. Thời gian chính là sinh mạng, tiếp đó, ta muốn bế quan tu luyện một đoạn thời gian. Gần nhất lòng có cảm giác, luôn cảm giác bản thân muốn tấn thăng một cái tiểu cảnh giới. Diệt Phượng công tử nói. Hắn chuẩn bị lần này bế cái lâu một chút quan, miễn cho Tống Thư Hàng lại tìm hắn mượn CPU. Chúc Diệt Phượng tiền bối sớm ngày thần công đại thành, tấn thăng lục phẩm.
Tống Thư Hàng chân thành chúc phúc nói. Diệt Phượng tiền bối hiện tại là ngũ phẩm cảnh giới, Tống Thư Hàng cũng đã tiến vào tứ phẩm. Nếu như Diệt Phượng công tử không nhanh chút tấn thăng lục phẩm, Tống Thư Hàng về sau mượn CPU tu luyện kỹ năng hiệu quả liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Diệt Phượng công tử nghe ra Tống Thư Hàng lời nói bên trong ý tứ, nhếch lên một cái nha cút. Lần này, Tống Thư Hàng mượn Diệt Phượng công tử CPU, chủ yếu là tăng cường tật phong đao, bệnh tật A Phi, là tật phong đao tật bằng nhanh còn có phong ấn pháp thuật nhập môn, ngự đao phi hành, ngự đao thuật cái này mấy loại năng lực điểm kinh nghiệm. Trong đó ngự đao phi hành cùng ngự đao thuật kinh nghiệm, trọng yếu nhất. Tống Thư Hàng hy vọng có thể dựa vào lần này mượn Diệt Phượng công tử CPU cơ hội, góp nhặt càng nhiều ngự đao phi hành cùng ngự đao thuật kinh nghiệm cùng kỹ xảo sử dụng. Mặc dù Diệt Phượng công tử luyện chính là ngự kiếm phi hành cùng ngự kiếm thuật, nhưng pháp lý đều là tương thông. Không nói ở ngoài ngàn dặm lấy địch thủ cấp, chỉ ít trước đạt tới ngoài ngàn mét lấy địch thủ cấp trình độ. Cửu U thế giới. Thể lỏng quả cầu kim loại đem vân tước tử nhục thân chứa vào đến một cái quan tài thủy tinh bên trong, tiếp đó, một bước cuối cùng. Chương 1094. Bất hủ chi cốt. Từ xưa đến nay, chư thiên vạn giới người tu luyện cuối cùng mục tiêu, tức là chứng đạo bất hủ, chấp trưởng thiên đạo. Nếu như thiên đạo có chủ này chư thiên vạn giới những người tu luyện, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, đem mục tiêu định vì bước ra chính mình đạo, tại kiếp tiên, cảnh giới bên trên tiến thêm một bước, giao thiệp với, trường sinh, chi đạo. Lúc này, dịch thái kim trúc cầu đem vân tước tử nhục thân chứa vào đến quan tài thủy tinh bên trong. Nó thân thể bên trong huyễn hóa ra một đôi nhân loại cánh tay, liên tiếp bóp 6 cái ấn ký. Cỗ này quan tài thủy tinh, là nó năm đó từ nhân loại trong tay đạt được pháp khí, cũng trải qua nó chính mình cải tạo mà thành. Cho nên, nghĩ thúc dùng quan tài thủy tinh lúc, còn phải dựa vào nhân loại thi pháp thủ đoạn. 6 cái pháp ấn sau khi hoàn thành, dịch thái kim trúc cầu hướng quan tài thủy tinh bên trong rót vào to lớn tà năng. Quan tài thủy tinh sáng ngời đứng lên. Sau một khắc, có 1000 mai phù văn tại vân tước tử bên người ngưng tụ, vây quanh vân tước tử nhục thân xoay tròn đứng lên. Quan tài thủy tinh bên trong, vân tước tử nhục thân chậm rãi lơ lửng. Này 1000 viên phù văn, mỗi vây quanh nàng thân thể chuyển động một vòng lúc, nàng thân thể liền biến, trong suốt, một chút. Như thế lặp đi lặp lại. Đương 1000 mai phù văn chuyển động hơn 20 lần về sau, vân tước tử thân thể đột nhiên hóa thành đầy trời ánh sáng, hướng bốn phía tản ra. Những này ánh sáng bên trong, ẩn chứa vân tước tử nhục thân huyền bí. Có quan tài thủy tinh tại. Cái này đầy trời ánh sáng đều bị giữ lại tại trong quan tài, không có tản mát. Rất tốt, dịch thái kim trúc cầu hài lòng gật đầu, nó lần nữa đưa tay theo trên quan tài thủy tinh, phân tích trong quan tài ánh sáng, hy vọng từ đó đạt được vân tước tử nhục thân có thể hoàn mỹ dung nạp nó lực lượng nguyên nhân. Quan tài thủy tinh bên trong, này đầy trời ánh sáng bốn phía tán loạn. Nhưng ở dịch thái kim trúc cầu khống chế dưới, những này ánh sáng dựa theo thuận lợi, chậm rãi xếp thành một hàng, tiếp nhận kiểm tra. Nguyên bản tán loạn ánh sáng, toàn bộ bị sắp xếp sau khi đứng lên, dịch thái kim trúc cầu đột nhiên sững sờ. Bởi vì nó nhìn thấy, tại quan tài thủy tinh chính trung ương chỗ, lại còn có một đoạn xương cốt, hoàn hảo không chút tổn hại bảo lưu lấy, không có bị quan tài thủy tinh cùng nó lực lượng hòa tan. Trước đó, nó bị tứ tán ánh sáng bao phủ, mà khi ánh sáng sắp hàng chỉnh tề về sau, nó mới hiện ra. Kỳ quái, liền xem như trường sinh người nhục thân. Để vào quan tài thủy tinh về sau, cũng phải bị ta triệt để hóa giải cỗ này thất phẩm tu sĩ thân thể, lại còn có thể bảo tồn một đoạn xương cốt. Dịch thái kim trúc cầu thì thào thì thầm. Sau đó, ánh mắt nó sáng lên. Có lẽ cái này một đoạn xương cốt, cũng là, vân tước tử, trong thân thể ẩn tàng huyền bí. Là nàng có thể hoàn mỹ dung nạp nó lực lượng nguyên nhân. Hóa giải, cho ta đem cái này một đoạn xương cốt hóa giải, ta phải thật tốt nghiên cứu một chút nó. Dịch thái kim trúc cầu vui vẻ nói, lần nữa thôi động quan tài thủy tinh lực lượng. 1000 mai phù văn lần nữa sáng ngời đứng lên, vây quanh này đoạn xương cốt điên cuồng chuyển động, muốn đem nó hòa tan. Một vòng lại một vòng, 1000 mai phù văn không biết mệt mỏi chuyển động. Nhưng mà trọn vẹn mấy trăm vòng về sau, này một đoạn xương cốt không chút nào không tổn hao gì, lẳng lặng lơ lửng tại quan tài thủy tinh bên trong. Này đủ để đem trường sinh người thân thể hòa tan phù văn. Lại không cách nào tổn thương đến xương cốt mảy may. Cái này đoạn xương cốt, đơn giản phảng phất như là, bất hủ, tồn tại. Dịch thái kim trúc cầu trầm mặc đứng lên. Một lát sau, nó lại đưa tay trên quan tài thủy tinh một điểm. Quan tài miệng hơi hơi mở ra,
này một đoạn xương cốt bị nó từ trong quan tài lấy ra. Nó đưa tay, chụp vào này đoạn xương cốt. Vào tay lạnh buốt, xúc cảm liền cùng phổ thông xương cốt giống nhau như đúc, không có bất kỳ cái gì dị dạng. Nó cảm giác mình chỉ cần nhẹ nhàng bóp, liền có thể đem khối này xương cốt bóp thành toái phiến. Trên thực tế, nó cũng làm như vậy. Nó thân thể biến thành ngón tay dùng sức bóp nhưng là, trong tay xương cốt lại không nhúc nhích tí nào. Mặc kệ nó sử dụng bao lớn lực lượng, ngay cả nó chính mình ngón tay đều bởi vì to lớn lực lượng mà biến hình, nhưng khối này nhìn như phổ thông xương cốt, không chút nào bất động. Khối này xương cốt, vậy mà so với nó cường độ thân thể còn muốn cường đại. Không có khả năng, Dịch Thái Kim Trúc cầu gầm nhẹ một tiếng, sau đó vận chuyển cửu u tà năng, hung mãnh rót vào khối này xương cốt. Vô cùng to lớn lực lượng, vừa tiếp xúc với khối này xương cốt lúc, giống như châu đất xuống biển toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Mà tiếp nhận ngắm Dịch Thái Kim Trúc cầu rót vào cự đại lực lượng về sau, khối này nhìn như phổ thông xương cốt hơi hơi sáng lên. Trên đó, có một đạo, đại đạo, lực lượng pháp tắc chợt lóe lên. Kia là bất hủ pháp tắc. Đại biểu cho khối này xương cốt, vĩnh viễn không có khả năng bị phá hủy, vĩnh viễn không có khả năng biến mất. Khối này xương cốt, sẽ vĩnh viễn tồn tại, xưa kia tại, nay tại về sau vĩnh tại. Thiên đạo bất hủ thân thể, Dịch Thái Kim Trúc cầu hạ ý thức thốt ra. Ngoại trừ thiên đạo bất hủ ngoài thân, nó thực sự không tưởng tượng ra được những vật khác, có thể có dạng này đặc thù. Cái này chư thiên vạn giới, chỉ có chấp trưởng thiên đạo sau người tu luyện, mới có thể để cho mình thân thể, ngưng tụ ra dạng này bất hủ bất diệt tính chất. Khối này xương cốt, chẳng lẽ là thiên đạo, thân thể? Không có khả năng cái này thái hoang đường ngắm, Dịch Thái Kim Trúc cầu lại lắc mạnh đầu. Chứng kiến bất hủ sau thiên đạo người, thân thể bất tử bất diệt, không thể phá hủy. Đã như vậy, lại có ai có thể từ bọn họ, không cách nào bị phá hủy, trong thân thể, lấy ra một đoạn xương cốt. Không ai có thể làm đến, liền xem như chấp trưởng thiên đạo người chính mình cũng làm không được. Bởi vì ngay cả chính bọn hắn đều không thể thương tổn tới mình thân thể. Nếu như đây không phải, thiên đạo, thân thể xương cốt, vậy nó là cái gì? Ngoại trừ thiên đạo bên ngoài, chẳng lẽ còn có thứ gì, có thể có, bất hủ, tính chất? Chẳng lẽ cái này trên thế giới có vị kia cấp độ yêu nghiệt người tu luyện, lĩnh hội đến ngắm, thiên đạo bất hủ, huyền bí, đồng thời đưa nó dung nhập tự thân, đạo, bên trong, dùng cái này bước ra mình con đường trường sinh, đem mình thân thể một cái một chỗ hóa thành, bất hủ, tồn tại. Đang lúc Dịch Thái Kim Trúc cầu suy tư thời khắc, nó trong tay khối này, bất hủ chi cốt, theo nó trong tay rời khỏi tay, đồng thời tán phát ra cường đại lực hấp dẫn. Phanh! Này không thể phá vỡ quan tài thủy tinh, nổ bể ra tới. Này đầy trời ánh sáng, hướng phía, bất hủ chi cốt, ngưng tụ. Đầy trời ánh sáng, liền như là, thời gian quay lại, lấy cái này đoạn, bất hủ chi cốt, vì trung tâm, bắt đầu một lần nữa khung. Từ xương cốt đến huyết nhục, lại đến da thịt, lông tóc. Ngắn ngủi 10 hơi thời gian, Vân Thước Tử, thân thể liền bị một lần nữa cấu tạo ra, thật dài tóc đen như áo choàng đồng dạng trải rộng ra, đưa nàng tân sinh thân thể bao phủ. Dịch Thái Kim Trúc cầu lui ra phía sau một bước, mặc cho nàng thân thể biến hóa. Nó ngược lại muốn xem, cái này, bất hủ chi cốt, đến cùng có thể sinh ra biến hóa gì, chẳng lẽ lại, còn có thể nghịch chuyển sinh không chết được. Quan tài thủy tinh bên trong, tất cả ánh sáng đều trở về Vân Thước Tử thân thể. Vân Thước Tử thân thể khôi phục như lúc ban đầu. Sau đó, từ trong cơ thể nàng có một đạo quang mang lấp lóe mà qua. Đủ loại pháp bảo hiển hiện, có giới chỉ, đồ trang sức, còn có biện pháp bào, từng cái hiện thân, tự chủ trang phục đến Vân Thước Tử trên thân. Những này pháp khí, trước đó ngay cả Dịch Thái Kim Trúc Cầu đều xem xét không ra chúng nó tồn trữ chỗ. Bây giờ trở về nghĩ đứng lên, rất có thể chúng nó liền tồn trữ tại Vân Thước Tử thể nội này đoạn, bất hủ chi cốt, bên trong. Ăn mặc hoàn tất về sau, Vân Thước Tử thân thể chậm rãi hạ xuống, nằm tại mặt đất. Dịch Thái Kim Trúc Cầu tiếp tục đánh giá biến hóa của nàng thân thể đã khôi phục, vậy kế tiếp, hồn phách đâu? Nàng có thể nghịch chuyển sinh chết, sống lại tới. Nếu như nàng thật có thể sống lại tới, có lẽ, nó liền có thể minh bạch, Vân Thước Tử, này muốn chết tính cách là chuyện gì xảy ra. Thời gian từng giây từng phút vượt qua. Nhưng là, Vân Thước Tử thân thể vẫn không có khôi phục sinh cơ. Không có phục sinh. Dịch Thái Kim Trúc Cầu lần nữa điều động mình cửu u chúa tể giả quyền hành, đối Vân Thước Tử thân thể tiến hành giám định. Lần này, nó đạt được ngắm cùng trước đó kết quả khác nhau. Vân Thước Tử thân thể, ở vào, sinh,
tử, chỗ giao giới. Nàng thân thể không chết, không phải sống, không có sinh cơ, nhưng cũng không có tử khí. Liền như là một bộ bị rút đi ngắm hồn phách nhục thân. Mặc dù không có phục sinh, nhưng là từ chết trạng thái bên trong thoát ly. Nếu như lại cho nàng một chút thời gian, nói không chừng thật sẽ, nghịch chuyển sinh chết một lần nữa sống tới. Dịch Thái Kim Trúc Cầu thầm nghĩ. Nó càng chắc chắn, cái này, Vân Tước Tử, sẽ phục sinh suy đoán. Nếu nàng thật phục sinh, kế hoạch của nó liền có thể tiếp tục tiến hành tiếp. Dịch Thái Kim Trúc Cầu con mắt sáng ngời đứng lên. Như, Vân Tước Tử, phục sinh, nó liền có thể lại an bài nàng tiến hành, ma kiếp, tấn thăng bát phẩm. Lần này, nó hoàn toàn có thể theo nàng yêu thích, cho nàng an bài một trận kích thích ma kiếp. Muốn đạn đạo có đạn đạo, muốn đạn hạt nhân có đạn hạt nhân cái chủng loại kia, chỉ cần nàng có thể ngoan ngoãn độ xong bát phẩm thiên kiếp là được. Không, chờ một chút. Dịch Thái Kim Trúc Cầu đột nhiên nhìn qua Vân Tước Tử, nhục thân. Cỗ này thân thể, không phải sinh, không chết, không có sinh cơ nhưng cũng không có tử khí, ở vào, sinh, tử, chỗ giao giới. Không có hồn phách ở bên trong. Có lẽ, kế hoạch của nó có thể cải biến một chút. Nó có thể trực tiếp sử dụng cỗ này thân thể, không cần các loại, Vân Tước Tử, phục sinh. Thậm chí, nếu là nó triệt để chiếm cứ cỗ này thân thể, nói không chừng còn có thể nghiên cứu khối kia, bất hủ chi cốt, huyền bí, thu hoạch được thu hoạch khổng lồ. Bất hủ huyền bí. Cái này có thể Dịch Thái Kim Trúc Cầu tới nói, có sức hấp dẫn rất mạnh. Có thể thực hiện, kế hoạch muốn đổi. Dịch Thái Kim Trúc Cầu trong đầu một nháy mắt hiển hiện hơn ngàn cái kế hoạch, nó án lấy những này kế hoạch bắt đầu thôi diễn đứng lên, muốn từ đó tìm ra thích hợp nhất phương án. Đầu tiên, nó muốn ngăn cản, Vân Tước Tử, phục sinh, tốt nhất để nàng thân thể một mực bảo trì tại, không phải sinh, không chết, loại trạng thái này. Loại trạng thái này, mới thích hợp nhất nó tiếp đi xuống kế hoạch. Một bên khác, Tống Thư Hàng cùng Diệt Phượng Công Tử hoàn thành CPU trao đổi, mượn nhờ Diệt Phượng Công Tử 5 phẩm cấp khác CPU, Tống Thư Hàng đối gió táp đao lý giải cao hơn một tầng lầu. Đồng thời, hắn đối ngự đao phi hành cùng ngự đao thuật lĩnh ngộ càng là nhanh chóng tăng lên. Ngự đao phi hành cùng ngự đao thuật điểm kinh nghiệm tăng lên mấy cái đẳng cấp. Diệt Phượng Công Tử vuốt vuốt mặt mình, còn có 2 lần. Lúc đó mình làm sao lại đầu não nóng lên, đáp ứng mượn 3 lần CPU cho Tống Thư Hàng. Diệt Phượng tiền bối cố lên, sớm ngày tấn thăng lục phẩm. Tống Thư Hàng giơ ngón tay cái lên. Diệt Phượng Công Tử, lăn. Tống Thư Hàng cười ha ha một tiếng, chuyển di đề tài nói, lại nói, cũng không biết phân tức tử tiền bối, ma kiếp, độ thế nào. Vừa rồi đều quên hỏi con kia hamster, cửu u thế giới có hay không cùng loại, người trước hiển thánh, loại hình. Chương 1095, trời vong ta đại tu chân giới. Diệt Phượng Công Tử trả lời, có, cửu u tà ma muốn tấn thăng bát phẩm, đồng dạng sẽ bị kéo vào ma kiếp thế giới. Kiếp sau, cũng sẽ hiện hình khắp cả cửu u thế giới. Bất quá, cửu u vậy có hay không cùng loại, huyền thánh giảng pháp, công năng, liền không được biết rồi. Tống Thư Hàng nghe vậy, suy tư một lát hỏi, cái kia tại hiện thế, cửu u tà ma, cũng có thể nhìn thấy bát phẩm sau tà ma, hiển hiện, hình ảnh sao? Nếu như có thể vậy hắn nhớ kỹ bạch tôn giả trong tay có một gốc liễu thụ yêu, chính là cửu u thế giới nguyên cư dân. Đến lúc đó, liền có thể hỏi nàng một chút, có thấy hay không Vân Tước Tử tiền bối tại cửu u, nhân tiền hiển thánh. Diệt Phượng Công Tử nhún vai, ta đối cửu u tà ma không có gì nghiên cứu, người đi trong đám hỏi một chút chứ sao? Tống Thư Hàng sờ mó túi, sau đó nhớ tới điện thoại di động của mình, bị bạch tiền bối mượn đi chơi game. Buổi trưa hôm nay, ta phải đi mua 2 cái điện thoại mới đi. Tống Thư Hàng thở dài, không nói trước cái gì, điện thoại tổng hợp chứng, người hiện đại, đã mất đi điện thoại thật sự rất không tiện. Ta thay người tại trong đám hỏi một chút đi, Tô Thị A thập lục ngón tay trên điện thoại di động nhanh chóng huy động. Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong. Tô Thị A thập lục, chư vị tiền bối. Có ai đối, cửu u tà ma, có nghiên cứu. Cái thứ nhất hồi phục, quả nhiên vẫn là vĩnh viễn tại tuyến Bắc Hà tán nhân. Bắc Hà chân quân, nếu muốn nói đúng, cửu u tà ma, hiểu rõ, thủ đẩy nho môn tu sĩ. Hằng hỏa tâm thật mệt mỏi muốn về hưu, hằng hỏa chân quân tại tuyến không? Bận bịu không? Tại, thong thả, ta đang không trung bay lên, chính nhàn rỗi nhàm chán, nhìn tin tức bên trong. Hằng hỏa chân quân trả lời, tiểu thập lục muốn hỏi cửu u tà ma phương diện nào tình báo. Là Thư Hàng, hắn muốn hỏi một chút, tại hiện thế cửu u tà ma, có thể hay không nhìn thấy, cửu u thế giới, bát phẩm tà ma hiển thánh hình ảnh.
Tô Thị A Thập Lục trả lời. Không thể, điểm ấy chúng ta nghiên cứu qua, bát phẩm tà ma hiện hình, hình ảnh, chỉ giới hạn ở cửu u thế giới, mà lại chỉ có cửu u tà ma mới có thể nhìn thấy. Luận cấp bậc, bát phẩm tà ma hiện hình muốn so nhân tiền hiển thánh thấp hơn một cái cấp bậc. Hằng Hỏa Chân Quân trả lời. Minh bạch, tạ ơn Hằng Hỏa tiền bối. Tô Thị A Thập Lục trả lời, lại thuận tay bù đắp lại khuôn mặt tươi cười biểu lộ. Ha ha, không khách khí. Liên quan tới cửu u tà ma phương diện tình báo, có cần liền cứ tìm ta. Đúng, ta vừa rồi tại sát phách suốt đêm tu tiên quần thấy được một cái tin tức, bên trong có một cái đáng sợ tin tức, ta quay tới cho các ngươi nhìn xem. Hằng Hỏa Chân Quân nói. Suốt đêm tu tiên quần, rất quen tai a, Lệ Chi tiên tử lên tiếng nói. Bởi vì Lệ Chi tiên tử ngươi trong môn phái, cũng có người ở cái này trong đám. Hằng Hỏa tâm thật mệt mỏi rất muốn về hưu nói, tin tức này vô cùng đáng sợ. Đầu tiên ta muốn cảnh cáo mọi người, nhà ai trong môn phái có đệ tử mới xuống núi, đều chú ý một chút, để đệ tử mới nhóm treo lên 200% lực chú ý. Lệ Chi tiên tử, tin tức gì? Vân Du Tăng Thông Huyền. Cổ Hồ Quan Chân Quân, xảy ra đại sự gì? Đông Phương Lục tiên tử, muốn để các đệ tử chú ý cái gì? Trong nháy mắt, rất nhiều môn phái đại lão nhao nhao hiện thân, lên tiếng hỏi thăm. Chờ một chút, ta đoạn cái cầu. Nói thật, bổn quân nhìn thấy tin tức này lúc, tâm can đều thật lạnh thật lạnh. Hằng Hỏa Chân Quân phát ra cái khuôn mặt tươi cười biểu lộ. Sau đó, hắn phát hai tấm screenshot. Suốt đêm tu tiên quần. Chân ái đứt ruột tại thiên nhai, oa ha ha, bần đạo mấy ngày nay muốn bế quan đi ổn định cảnh giới. Táo xanh đạo nhân, chúc mừng thiên nhai tử đạo hữu thành công tấn cấp, thực lực nâng cao một bước. Hiểu mộng đại sư, thiên nhai tử đạo trưởng nhân tiền hiển thánh một màn, xoái xoái đát. Chân ái đứt ruột tại thiên nhai, hiểu mộng đạo hữu, không đề cập tới nhân tiền hiển thánh, chúng ta vẫn là hảo bằng hữu. Phất tay biểu lộ. Huyền Hồ Hồng Diệp, tóm lại, chúc mừng thiên nhai tử đạo trưởng. Nói thật, nghe được đạo trưởng tấn cấp tin tức, ta tin tưởng giới tu luyện rất nhiều đạo hữu đều sẽ dâng lên chúc phúc. Chân ái đứt ruột tại thiên nhai, ha 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 ha, tạ ơn, cảm ơn mọi người. Lại nói, bần đạo đang bế quan trước, nghiên cứu hạ trong môn phái cổ tịch, biết được thành ấn mấy loại công năng. Trong đó có một cái công năng đặc biệt bổng, gọi con dấu năng lực. Táo xanh chân quân, xin lắng tai nghe, chức năng này có gì diệu dụng? Hiểu mộng đại sư, ngồi đợi thiên nhai tử đạo trưởng giảng giải. Huyền Hồ Hồng Diệp, ta đột nhiên có loại dự cảm không tốt. Những thiên cư sĩ, đóng mộc năng lực, ta có vẻ như nghe nói qua, tựa hồ cùng pháp lực có quan hệ, nhưng cụ thể không nhớ được. Ngồi đợi thiên nhai tử đạo hữu giảng giải. Chân ái đứt ruột tại thiên nhai, ha ha ha, thánh ấn con dấu năng lực, chủ yếu là một loại tiêu ký tác dụng. Bình thường là bát phẩm huyền thánh cho các đệ tử hộ thân phù. Đắp lên đệ tử trên người phía sau có thể cho cái khác người tu luyện biết mình đệ tử thân phận. Càng quan trọng hơn là, thông qua con dấu ấn ký, bát phẩm huyền thánh có thể cách không truyền lại pháp lực, thủ hộ đệ tử của mình. Táo xanh chân quân, trừng mắt lưu nước mũi biểu lộ, cách không truyền lại pháp lực. Nghe tốt nghiêu bức bộ dáng. Hiểu mộng đại sư, như vậy, vấn đề tới. Thiên nhai tử đạo trưởng, đóng mộc thời điểm cần được các đệ tử đồng ý không? Cái gì? Chân ái đứt ruột tại thiên nhai hỏi. Huyền Hồ Hồng Diệp, hiểu mộng đạo hữu ý là đạo trưởng ngươi đang sử dụng. Con dấu, năng lực thời điểm, là muốn đóng liền đóng sao? Vẫn là phải cần đi qua người khác đồng ý, mới có thể sử dụng con dấu năng lực. Chân ái đứt ruột tại thiên nhai, đương nhiên là muốn đóng liền đóng a. Táo xanh chân quân, trừng mắt lưu nước mũi biểu lộ, trời ạ. Cát bạch chân quân, lòng ta đột nhiên thật lạnh thật lạnh. Kiều núi tán nhân, ta có loại dự cảm không tốt, cái này năng lực đáng sợ, vì sao lại bị thiên nhai tử đạo trưởng đạt được? Thật là đáng sợ. Chân ái đứt ruột tại thiên nhai, các ngươi có ý tứ gì? Không, chúng ta không có bất kỳ cái gì ý tứ gì khác. Chúng ta chỉ là đang hâm mộ đạo trưởng ngươi thánh ấn công năng, đơn giản quá đẹp rồi. Táo xanh chân quân nói thật nhanh, còn bổ sung một cái, ngón tay cái, biểu lộ. Ha ha, chân ái đứt ruột tại thiên nhai, các ngươi thật sự cho rằng bần đạo xem không hiểu. Bần đạo chỉ là không muốn đâm thủng mà thôi, các ngươi những này nhược kê, coi là bần đạo là ai a? Bần đạo thế nhưng là truyền công cuồng ma thiên nhai tử. Nhìn thấy chức năng này thời điểm, bần đạo lập tức liền liên tưởng đến truyền công. Có cái này, thánh ấn, công năng phía sau bần đạo nếu là muốn tìm người truyền công, chỉ cần móc ra thánh ấn, ba, đóng cái dấu,
sau đó liền có thể tùy thời tùy chỗ, cách không truyền công. Thời không, cũng không còn cách nào cách trở bần đạo truyền công lớn pháp. Ha 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 ha. Ngọa thảo a, táo xanh chân quân, thương thiên sao mà tàn nhẫn, để kẻ đáng sợ nhất, đã thức tỉnh nhất không nên thức tỉnh năng lực. Những thiên cư sĩ, đơn giản đáng sợ. Kiều núi tán nhân, trời vong ta đại tu chân giới. Cát bạch chân quân, trời vong ta đại tu chân giới cộng 1. Huyền hồ hồng diệp, trời vong ta đại tu chân giới cộng 2. Hiểu mộng đại sư, trời vong ta đại tu chân giới cộng 3. Hằng hỏa chân quân sơ screenshot, dừng ở đây. Thế nào, các vị đạo hữu, ta liền hỏi các ngươi có sợ hay không? Hằng hỏa tâm thật mệt mỏi rất muốn về hưu nói. Diệt phượng công tử, mèo trời vong ta đại tu chân giới. Bắc hà chân quân, kẻ đáng sợ nhất, đã thức tỉnh nhất không nên thức tỉnh năng lực. Thiên địa bất nhân. Vân du tăng thông huyền. Cổ hồ quan chân quân, vọng thiên, ta cổ hồ quan vừa vặn có 2 vị đệ tử phải xuống núi. Không được, ta phải lập tức gửi cái tin nhắn đi qua không không, ta phải lập tức gọi điện thoại, căn dặn bọn hắn một phen. Sau khi xuống núi, phòng cháy phòng trộm phòng thiên nhai. Đông phương lục tiên tử, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Trước kia truyền công cuồng thiên nhai tử đạo trưởng, muốn truyền công đến công khai tới. Nhưng bây giờ, hắn chỉ cần núp trong bóng tối, ba, đóng cái dấu. Ông trời của ta, hình tượng này đơn giản không dám tưởng tượng. Tuyết lang động chủ, sử dụng hằng hỏa tiền bối một câu, tâm thật lạnh thật lạnh. Nhà ta sói con lúc ra cửa, cũng phải căn dặn bọn chúng, ngàn vạn cẩn thận. Trong lúc nhất thời, Cửu Châu nhất hào quần bên trong, các vị môn phái các đại lão, người người cảm thấy bất an. Lệ Chi tiên tử, nói thật, nghiêm túc mặt lần sau nếu như nhìn thấy thiên nhai tử đạo trưởng, ưu tiên cân nhắc xử lý hắn. Quá nguy hiểm. Hoàng Sơn tâm thật mệt mỏi rất muốn về hưu. Tô thị A thập lục, liền không có biện pháp giải quyết sao. Vạn nhất bị, thành ấn, con dấu, chẳng lẽ liền không thể tiêu trừ. Hoàng Sơn tâm thật mệt mỏi rất muốn về hưu, lúc này, liền muốn triệu hoán đại tiền bối đi ra. Thất tu tôn giả, thất tu tiền bối, bế quan không? Thuận tiện hiện thân một chuyến sao? Đến ngay đây, thất tu tôn giả trả lời, bằng vào ta đối, thánh ấn, hiểu rõ, thánh ấn con dấu, hẳn là có biện pháp tiêu trừ. Cụ thể bên trên, chờ ta lại đi nghiên cứu một chút, lại cùng mọi người giảng giải. Mặt khác, các đạo hữu kỳ thật không cần như thế kinh hoàng, cách không truyền pháp cùng đối mặt diện truyền công vẫn có khác biệt, lưu lượng không có lớn như vậy, mà lại cách không truyền pháp quá trình bên trong, pháp lực sẽ có tiêu hao. Thiên nhai tử đạo hữu, cũng hẳn là đùa giỡn thành phần chiếm đa số. Bắc hà chân quân, ta cũng cảm giác thiên nhai tử đạo hữu, hẳn là đang nói đùa. Nhưng là hắn dù sao cũng là truyền công cuồng ma a. Có tầng này thân phận tại, dù là chỉ là rất nhỏ bé một cái khả năng, chúng ta cũng không dám coi nhẹ. Ha ha ha, thất tu tôn giả cười ha ha một tiếng, nói các ngươi thật muốn lo lắng, vậy nếu như có đệ tử mới phải xuống núi, trước hết đưa đến tống thư hàng tiểu hữu cái kia, để thư hàng tiểu hữu đóng cái dấu đi. Thanh ấn con dấu năng lực, không thể lặp lại. Trên người có tống thư hàng tiểu hữu thanh ấn con dấu phía sau cũng không cần lo lắng bị thiên nhai tử đạo hữu, ba con dấu. Vân du tăng thông huyền, ngón tay cái biểu lộ. Tuyết lang động chủ, diệu, còn có thể dạng này. Cái kia đổi đến mai có rảnh rỗi, ta đem sói con nhóm đều đưa thư hàng tiểu hữu vậy đi, tất cả đều con dấu một lần. Để phòng ngoài ý muốn, tốt nhất ngay cả chính ta cũng đóng một cái. Cổ hồ quan chân quân, bản tọa xem bên trong đệ tử, dành thời gian cũng hẹn thời gian đi đóng cái dấu. Thư hàng tiểu hữu, gần nhất đều tại Giang Nam địa khu A. Tô thị A thập lục, không có gì bất ngờ xảy ra, thư hàng nói hắn cũng có tại Giang Nam Đại học thành. Tống sư huynh, trước cho ta cũng đóng cái dấu thôi. Thì mắt to nhìn chằm chằm tống thư hàng, nói. Chương 1096, ngẫu nhiên gặp. Kỳ thật mọi người không cần quá lo lắng, thiên nhai tử đạo trưởng cũng không có trong tưởng tượng đáng sợ như vậy. Ta tiếp xúc với hắn qua hết, hắn mặc dù danh xưng là truyền công cuồng, nhưng hắn vẫn có nguyên tắc. Truyền công trước, cũng nhất định sẽ được đối phương đồng ý, người tình ta nguyện phía dưới, mới có thể tiến hành truyền công. Tống thư hàng an ủi. Mà lại, đạo trưởng vừa độ xong kiếp, khoảng cách lần tiếp theo tấn cấp còn rất dài một đoạn thời gian, trong đoạn thời gian này, mọi người cũng đều là an toàn. Thì La Lị nháy nháy mắt, nhưng ta vẫn là cảm giác đóng cái dấu sẽ khá an toàn. Tống thư hàng. Tô thị A thập lục suy tư một lát sau, nói ta cảm thấy, vì để phòng vạn nhất,
vẫn là đóng cái tương đối tốt. Coi như Thư Hàng nói, thiên nhai tử đạo trưởng có nguyên tắc nhưng vạn nhất, chúng ta gặp gỡ một cái gọi vô nhai tử, không có nguyên tắc chuyển công cuồng đâu. Mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, nhất định phải cho ngươi chuyển công đâu. Có một số việc, đã nhắc lên, vậy chúng ta liền phòng bị một chút. Đúng đúng đúng, sư phụ chính là cái đạo lý này. Cho nên, nhanh cho chúng ta con giấu đi, Tước Yêu Tiểu Thải kêu lên. Nàng đã sớm cảm giác trên thân nhiều cái, huyền thánh ấn ký, sẽ rất soái, nhưng Tống Thư Hàng một mực không cho nàng đóng. Hiện tại bắt lấy cơ hội, hôm nay khẳng định phải đem sư phụ, thánh ấn, đóng tới tay. Tốt a, Tống Thư Hàng thở dài, tế ra, thánh ấn, hỏi thi, người muốn đóng thì sao? Lúc trước cho gốc cây kia thụ yêu con giấu lúc, tùy ý hướng trên người đối phương đắp một cái liền thỏa. Thi la lị, cũng không thể hướng nàng trên lưng đóng a. Vậy cũng quá quỷ xúc. Thi la lị duỗi ra tay trái của mình, vén tay áo lên, lộ ra thật nhỏ cánh tay, Tống sư huynh, đóng trên cánh tay có thể chứ? Tống Thư Hàng nắm vuốt, thánh ấn, nhắm ngay thi la lị cánh tay nhỏ, ba một chút, phủ xuống, bá tống, thánh danh. Thi la lị trắng nõn cánh tay nhỏ bên trên, hiện ra thánh ấn đường vân, lập lòe tỏa sáng, rất là đẹp mắt. Nàng đưa tay chọc chọc trên cánh tay mình, thánh ấn, hì hì nở nụ cười. Tựa như là đạt được âu yếm đồ chơi tiểu nữ hài, một mặt vui vẻ. Vọng Thiên, cái này quá trình tổng cảm giác có chỗ nào rất không thích hợp. Đến ta, Tước Yêu Tiểu Thải nhảy qua đến, sư phụ, có thể đóng ta trên cánh không? Một cái cánh các đóng một cái. Dạng này nàng hai cánh vừa mở, hai cái thánh ấn, nhiều soái. Một người cũng chỉ có thể đóng một cái. Tống Thư Hàng khóe miệng co giật nói. Tốt a, cái kia đóng ta trên lưng đi. Tiểu Thải tiếc nuối nói. Tống Thư Hàng nắm vuốt thánh ấn, đối Tiểu Thải phần lưng, dùng sức đắp một cái là đóng, đóng hai cái cũng là đóng, dù sao đều là đóng. Ba một chút, bá tống, thánh danh khác ở Tiểu Thải trên lưng. Đồng dạng lập lòe tỏa sáng. Sau đó, Tiểu Thải cũng hài lòng nhảy đi. Tống Thư Hàng. Quả nhiên, luôn cảm giác quá trình này có quỷ dị không nói lên lời cảm giác. Cho Tiểu Thải đóng xong chương phía sau Tống Thư Hàng quay đầu nhìn về Tô Thị A Thập Lục, trêu ghẹo nói, Thập Lục, người muốn đóng cái không? Tô Thị A Thập Lục hì hì cười một tiếng, nàng đồng dạng duỗi ra tay trái của mình, đem trắng noãn cánh tay ngả vào Tống Thư Hàng trước mắt. Trong lúc nhất thời, mềm mại không xương, tay như nhu đề, da trắng nõn nà, thon dài chạc tố thủ loại hình từ ngữ, xoát 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 xuất hiện tại Tống Thư Hàng trong đầu, đạn mạc xoát bình phong giống như. Tống Thư Hàng hít vào một hơi, giơ thánh ấn, nhẹ nhàng hướng Thập Lục trên cánh tay một ấn. Ba, đồng dạng lưu lại, bá tống, thánh danh. Tô Thị A Thập Lục thu hồi cánh tay của mình, nhìn qua phía trên, bá tống, đường vân, hãy cùng hình xăm đồng dạng. Đáng tiếc. Lúc ấy ta không có lựa chọn cơ hội. Nếu không, nhất định sẽ không lựa chọn, bá tống, làm thánh danh. Tống Thư Hàng nói. Bá tống cũng rất tốt nghe, không tệ. Tô Thị A Thập Lục đem chính mình tay áo buông xuống, nhĩ căn có chút phiếm hồng. Cái này ấn ký, nàng vẫn là cẩn thận chút nấp kỹ. Tống Thư Hàng nắm vuốt thanh ấn, đem ánh mắt từ trên thân A Thập Lục thu hồi. Sau đó nhìn về phía Diệt Phượng công tử, Diệt Phượng tiền bối, muốn tới một phát không? Diệt Phượng công tử, đến một phát là cái quỷ gì? Ta coi như xong, sau này hãy nói đi. Diệt Phượng công tử khoát khoát tay nói, mà lại, thiên nhai tử đạo trưởng vừa mới tấn cấp hoàn tất, khoảng cách lần sau thiên kiếp còn rất rất xa. Hắn hiện tại, cũng không có truyền công tất yếu. Thật sự chờ hắn lần sau tấn cấp lúc, rồi nói sau. Có đạo lý, Tống Thư Hàng nói, dưới gầm trời này, có một cái truyền công cuồng thiên nhai tử đạo trưởng liền rất đủ rồi. Hẳn là sẽ không lại nhiều cái vô nhai tử truyền công ma vương cái gì. Diệt Phượng công tử. Đây coi là không tính là lập cờ. Nếu như là lập cờ xí, hắn có phải hay không cũng phải đóng một cái tương đối an toàn. Sắc trời dần sáng, mặt trời cao thăng. Diệt Phượng công tử cáo biệt đám người, đứng dậy rời đi, tiếp xuống hắn chuẩn bị đi một chuyến Hoàng Sơn chân quân cái kia, gặp một chuyến Đậu Đậu, thuận tiện cho Đậu Đậu đưa một phần kết hôn hạ lễ cái gì. Về sau. Hắn liền chuẩn bị bế quan một đoạn thời gian. Tô Thị A Thập Lục hôm nay không có lớp, nàng hôm nay chuẩn bị tu luyện cả ngày, củng cố một chút ăn xong, chân cá sấu tiên hào, sau tăng lên cảnh giới. Thì trở về gian phòng của mình đi trước ngủ một giấc. Lại thêm Bạch Hạc tiền bối lấy cớ cho Bạch Tôn giả tìm mỹ vị, sớm bỏ chạy.
Kể từ đó, trong đại sảnh liền thừa Tống Thư Hàng một người ngẩn người. Thư Hàng nhìn đồng hồ, về khoảng cách khóa còn có mấy giờ. Làm chút gì tốt đâu. Đi sát vách tiệm sách cọ sách đi. Rất lâu không có đi bà chủ cái kia cọ sách, hắn có chút tâm động nhưng là, cái giờ này bà chủ còn chưa mở môn. Cái kia ôn tập bài tập. Không cần thiết, từ khi trở thành tu sĩ phía sau trí nhớ của hắn một ngày mạnh hơn một ngày. Trên sách học nội dung, hắn nghe qua một lần liền sẽ không lại quên. Hoàn toàn không cần ôn tập bài tập. Cái kia lại tu luyện một chuyến. Vừa mượn Diệt Phượng công tử CPU tu luyện hoàn tất, lại tu luyện cũng không có gì ý nghĩa a. Nghĩ tới nghĩ lui. Đi mua cái điện thoại đi, Tống Thư Hàng lẩm bẩm nói. Không có điện thoại ở bên người, luôn cảm giác rất không quen. Hiện tại, điện thoại cửa hàng hẳn là cũng đều mở cửa mới đúng. Mấy năm gần đây mua điện thoại di động, hắn đều thói quen trực tiếp mua qua Internet hoặc là thượng một ít điện thoại bảng hiệu trang web chính thức mua sắm. Thực thể cửa hàng mua điện thoại di động, đã nhiều năm không có đi. Hắn đầu tiên là bật máy tính lên, tìm tòi hạ phụ cận khoảng cách gần nhất, hàng nhất đầy đủ hết điện thoại cửa hàng. Liền cái này nhà đi, trong tiệm hàng tương đối mới, vừa vặn mua hai cái điện thoại mới. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Tuyển định vị trí, Tống Thư Hàng tế ra bảo đao phách toái. Đã trải qua Diệt Phượng công tử CPU học tập, đào tạo sâu phía sau Tống Thư Hàng ngự đao phi hành kỹ năng giá trị, siêu siêu siêu, dâng lên. Hắn hiện tại, luận ngự đao phi hành kinh nghiệm, đã thuộc về lão tư cơ cấp bậc. Thuần thục hướng bảo đao phách toái bên trong rót vào đao ý, tâm ý khẽ động, để phì kình hư đan cùng tiên thiên chân nguyên phối hợp. Sau một khắc, bảo đao phách toái thượng huyễn hóa ra một bộ hoàn chỉnh, đao ý khôi giáp. Dắt đao thuật, Tống Thư Hàng cánh tay phải bắt lấy phách toái chuôi đao, cũng chính là đao ý khôi giáp chân vị trí. Siêu! Bảo đao phách toái dẫn dắt hắn, trùng thiên mà lên, vọt hướng hư không. Ti, tốc độ này cũng quá nhanh một chút, tay đều có chút như nhũn ra. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng, điểm kinh nghiệm tăng vọt phía sau dắt đao thuật tốc độ phi hành cũng tăng một mảng lớn, bay lên nhưng nhanh lắm. Xem ra, luyện chế một thanh ngự đao phi hành chuyên dụng bảo đao hạng mục công việc, muốn đưa vào danh sách quan trọng. Cánh cửa đại đao, mang hàng rào, tốt nhất lại mang cái cường hóa pha lê vòng bảo hộ cái gì. Nếu như có thể mà nói, ra cái ghế dựa cũng không tệ nha. Tống Thư Hàng càng nghĩ càng đẹp. Tại phi vãng điện thoại cửa hàng dọc đường, Tống Thư Hàng lướt qua một chỗ công viên trên không lúc, vậy mà thấy được một vị người quen. Đó là một vị tuổi không lớn lắm nam tử. Cạo lấy thanh sảng đầu húi cua. Nam tử trên lưng khiêng đao, kiếm, còn có côn, ba loại vũ khí, đi tới công viên chỗ sâu một mảnh trong rừng. Sau đó, nam tử đem đao, kiếm buông xuống, trước lấy ra cây gậy. Nam tử nhắm mắt minh tưởng một lát, sau đó hắn bắt đầu chuyển động, một bộ côn pháp từ trong tay hắn thi triển ra. Cũng không phải là cái gì tuyệt thế côn pháp, chỉ là một bộ rất cơ sở côn thuật. Nhưng là cái này cái gọi là cơ sở. Lại là lấy tu chân giới làm bối cảnh. Chính sứ dùng, dắt đao thuật, Tống Thư Hàng, dừng lại. Thân hình hắn nhảy lên, xoay người đạp ở, bảo đao phách toái, bên trên, duy trì ngự đao phi hành tư thế, quan sát đến nam tử này động tác. Nam tử một bộ, cơ sở côn thuật, đánh xong phía sau đem cây gậy bỏ qua một bên. Sau đó, hắn lại giơ lên bảo kiếm, bắt đầu tu luyện. Đồng dạng là một bộ rất cơ sở kiếm thuật tu chân giới cái chủng loại kia. Kiếm pháp luyện qua phía sau nam tử lại đổi đao pháp. Đao pháp sau khi kết thúc, hắn còn đùa nghịch cũng một bộ quyền pháp. Cơ sở đao pháp, cơ sở quyền pháp, cơ sở kiếm pháp, cơ sở côn pháp. Toàn bộ đánh xong phía sau nam tử thở hồng hộc, tùy ý hướng trên đồng cỏ ngồi xuống, từng ngụm thở, uống nước nghỉ ngơi. Cũng lấy ra mang theo người sớm điểm, yên lặng gặm ăn. Tống Thư Hàng. Vị này nam tử trẻ tuổi, họ Lý. Cụ thể danh tự. Tống Thư Hàng cũng không rõ ràng. Vị này nam tử trẻ tuổi, đã từng là Tống Thư Hàng huấn luyện viên. Không phải ô tô huấn luyện viên, mà là máy bay tư nhân huấn luyện viên. Lúc ấy Tống Thư Hàng xưng hô hắn là tiểu lý giáo viên. Chính là vị kia bồi tiếp Tống Thư Hàng cùng Bạch Tôn giả lên một chuyến vũ trụ, lại tại một loạt dưới sự trùng hợp, lấy lão Mỹ phi hành ra thân phận hạ xuống, lại đã trải qua một hệ liệt bi thảm kinh nghiệm tiểu lý giáo viên. Cuối cùng. Vẫn là Bạch Hạc chân quân xuất thủ, đem hắn từ phương Tây mò trở về. Thật vất vả đem hắn đưa về Hoa Hạ lúc, tiểu lý giáo viên lại tốt gặp được Bạch Tôn giả, chân thực huyễn tượng, nhiệt tình sa mạc,
cũng trong sa mạc gặp được Bạch Mã Thanh Sam thiếu niên lang sau đó, liền không có sau đó. Cuối cùng, Bạch Tôn giả xuất thủ tiêu trừ tiểu lý giáo viên ký ức, đồng thời âm thầm cho hắn một số đền bù tổn thất. Quả nhiên, lúc ấy lặp đi lặp lại xóa bỏ ký ức phía sau tiểu lý giáo viên ký ức không thể toàn bộ xóa bỏ. Hắn lại hồi tưởng lại một số một đoạn ký ức, Tống Thư Hàng xoa cằm ám đạo. Tiểu lý giáo viên hiện tại luyện đao pháp, kiếm pháp, côn pháp, quyền pháp, đều xuất từ Bạch Tôn giả, chân thực huyễn tượng, Bạch Mã Thanh Sam thiếu niên lang chi thủ. Bất quá, những cơ sở này võ học, chỉ có chiêu thức không có nguyên bộ hô hấp pháp cùng khẩu quyết. Cường thân kiện thể không có vấn đề, nhưng muốn bằng vào bọn chúng trúc cơ bước vào con đường tu hành, gần như không có khả năng. Còn nữa, tiểu lý giáo viên tuổi tác, đã sớm bỏ qua tu luyện tuổi tác, liền dương khí cũng đã phá. Tống Thư Hàng khẽ lắc đầu, một lần nữa ngự đao, rời đi nơi đây. Chương 1097, điểm danh. Mua điện thoại di động quá trình rất thuận lợi, Tống Thư Hàng lựa chọn một cái tháng này mới ra điện thoại, mua hai cái, một đen một trắng. Đến lúc đó, đen giữ lại dùng riêng, bạch giữ lại cho bạch tiền bối. Chờ bạch tiền bối soát xong thiên kiếp đi ra, lại đem cái này hai cánh tay cơ ma đổi một phen, mỹ tích hung ác. Ma đổi trước đó, điện thoại di động này trước thấu hòa lấy sử dụng. Chí ít có thể lấy dùng để trò chuyện, nói chuyện phiếm lên mạng. Mua xong điện thoại, giao xong tiền, Tống Thư Hàng rời đi điện thoại cửa hàng. Cuộc sống của người bình thường phần lớn là bình tĩnh không có gợn sóng, bình thường mà nói, muốn tại mua một tay cơ thời điểm, gặp được cướp bóc sự kiện A, bạo tạc A, cùng với khác kinh khủng sự kiện tỷ lệ rất thấp rất thấp. Có ít người cả một đời đều không gặp được những chuyện tương tự. Tống Thư Hàng thử đem chính mình thẻ điện thoại chứa vào điện thoại, thuận lợi khởi động máy, không có mau bệnh. Thẻ điện thoại nhìn như có tổn hại, nhưng có thể tại thiên kiếp hạ sống sót, hắn cũng coi là mạng lớn. Tiếp đó, Tống Thư Hàng tìm cái tránh mắt người mục đích phương, lần nữa ngự đao bay lên, trở về dược sư cái kia building. Trên đường trở về, lại trải qua chỗ kia công viên. Chỉ là tiểu lý giáo viên đã không ở, xem bộ dáng là luyện công buổi sáng kết thúc trở về. Có lẽ, tiểu lý giáo viên lại kiên trì xuống dưới, có thể trở thành một tên võ lâm cao thủ, tinh thông đao, kiếm, côn, quyền tứ tuyệt, đánh khắp giang nam võ lâm giới vô địch thủ. Thời gian cực nhanh, buổi sáng giờ đi học sắp đến rồi. Tống Thư Hàng đi vào Thi La Lị gian phòng, bảo nàng rời giường. Thi, rời giường, phải vào lớp rồi. Tống Thư Hàng vỗ vỗ Thi khuôn mặt. Ngô chán ghét a, không cần để người ta á để người ta ngủ tiếp một hồi một lát. Thi trở mình, đem chăn cuốn một cái, cuốn thành một đoàn. Con mắt của nàng, đều không có muốn mở ra ý tứ. Tống Thư Hàng thở dài, lại nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng, đứng lên trước đi, thật sự không đi, tới trường học sau lại ngủ. Không muốn, không muốn á. Thi thật nhỏ hai chân trên giường đập, để cho ta ngủ tiếp một hồi ta không cần Tống sư huynh, cầu ngươi á. Tống Thư Hàng, nếu không, ta mang theo ngươi ngự đao phi hành đi qua. Không cần. Ta đừng đi đi học, ta không cần rời giường, Tống sư huynh ghét nhất thì phát ra tinh tế thanh âm, đem đầu rút vào bị tử. Ghét nhất, chán ghét, tốt a, Tống Thư Hàng cười khổ nói, vậy ngươi trước tiếp tục ngủ đi, giữa trưa ta lại tới bảo ngươi ăn cơm. Tống sư huynh thích nhất, thì lập tức đổi giọng lẩm bẩm nói, sau đó nàng cuốn cái thoải mái hơn tư thế, mỹ mỹ ngủ. Thích nhất, thích, cho nên a, hùng hài tử yêu cùng hận. Tổng là tới dễ dàng như vậy. Nhân. Cuối cùng, Tống Thư Hàng một thân một mình đi học. Buổi sáng hôm nay chương trình học là lớp số học. Lớp số học Dương giáo sư có cái thói quen, hắn ưa thích đột nhiên điểm danh. Chính là đi học thượng lấy thượng lấy, kể xong một cái tri thức yếu điểm phía sau hội ngẫu nhiên tiến hành điểm danh. Mà điểm danh số lần, sẽ còn làm thành tích, ảnh hưởng đến cuối cùng khảo hạch thành tích. Loại này yêu thích thật sự thật không tốt. Rất nhiều đồng học đều hy vọng Dương giáo sư có thể thay đổi một chút cái này thói quen xấu, nhưng đáng tiếc Dương giáo sư không có tiếp thu ý của mọi người gặp, vẫn như cũ làm theo ý mình. Hôm nay Dương giáo sư cũng không có ngoại lệ, đi học đến một nửa thời điểm, hắn đột nhiên tinh thần chấn động, bắt đầu điểm danh. Lại tới, Cao Mỗ Mỗ vuốt vuốt mặt, cũng may hắn gần nhất tinh lực dồi dào, không có trốn học. Đồng thời, hắn đưa tay đẩy bên cạnh ngủ thổ ba, mau tỉnh lại. Lão Dương lại bắt đầu điểm danh. Thổ ba lau đi nước bọt, một mặt mê mang mở to mắt. Tống Thư Hàng vuốt vuốt huyệt Thái Dương Thi cùng Bạch Hạc Chân Quân đều không ở.
Mặc dù hai người bọn họ chỉ là đến đại học trải nghiệm cuộc sống, thành tích đối với các nàng không có gì ảnh hưởng. Nhưng bị lão Dương nhớ thương lên, cũng không phải là chuyện tốt. Trong lúc đang suy tư, Dương giáo sư đã liên tiếp điểm mấy người, cũng điểm tới tên của hắn, Tống Thư Hàng. Tại, Tống Thư Hàng nói. Lão Dương ngắm nhìn Tống Thư Hàng, hài lòng nhẹ gật đầu. Trí nhớ của hắn đặc biệt bổng, tổng là có thể đem trong lớp học sinh danh tự cùng đại khái bộ dáng liên hệ tới. Đây cũng là các bạn học thống hận nhất chỗ, cứ như vậy, lão Dương điểm danh, để cho người khác đại báo một chút cũng không được. Đại học điểm danh, ấn lý thuyết chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu, ý tứ một chút, thầy trò nhóm phối hợp với ứng phó một chút liền xong việc, có chút trường học thậm chí ngay cả điểm danh loại này, hoạt động, đều không có tại sao phải tuyệt tình như vậy đâu. Cao Mỗ Mỗ, lão Dương lại kêu lên. Đến, Cao Mỗ Mỗ trả lời, tên của hắn quá đặc thù. Dẫn đến lão sư gặp qua tên của hắn phía sau rất dễ dàng liền đem hắn nhớ kỹ. Không chỉ có là lão Dương trên lớp điểm danh, cái khác lớp học lão sư điểm danh, chỉ cần có một chút hắn, đều sẽ nhìn hắn một chút. Không có người có thể thay thế Cao Mỗ Mỗ đáp tên, mỗi lần nghĩ tới đây, Cao Mỗ Mỗ liền dậy lên nỗi buồn. Cho nên, tên của người này, thật sự rất trọng yếu. Tống Thi, Dương giáo sư kêu lên, hắn đối tiểu cô nương này cũng khắc sâu ấn tượng. Dù sao cũng là thiên tài thiếu nữ. Tống Thư Hàng cắn răng một cái, hắn nắm vuốt cuống họng kêu lên, đến. Tại báo danh đồng thời, hắn sử dụng huyễn hình châm ngực công năng, ảnh hưởng Dương giáo sư thị giác. Chỉ ảnh hưởng Dương giáo sư, ở trong mắt những người khác, hắn vẫn là Tống Thư Hàng. Cho nên, Tống Thư Hàng nắm vuốt cuống họng đáp trả lúc, bên trên thổ ba, Cao Mỗ Mỗ, Dương Đức ba người giật mình nhìn về phía Tống Thư Hàng lão Tống hôm nay là uống lộn thuốc. Tại lão Dương trên lớp, cũng dám thế hệ gọi vào. Hơn nữa còn là thay thế, Tống Thi, loại này người đặc thù rõ ràng đồng học báo đến. Nhưng để bọn hắn càng giật mình sự tình phát sinh. Trên giảng đài lão Dương đẩy kính mắt, ngắm nhìn Tống Thư Hàng vị trí. Sau đó, hắn hài lòng nhẹ gật đầu, tại sổ điểm danh thượng vẽ cái câu. Tựa hồ trong mắt hắn, Tống Thư Hàng cũng không phải là Tống Thư Hàng, mà chính là Thi La Lị. Cao Mỗ Mỗ một mặt vấn đề. Hôm nay lão Dương uống lộn thuốc. Không chỉ có là Cao Mỗ Mỗ, chung quanh rất nhiều đồng học cũng một mặt mộng bức. Báo danh vẫn còn tiếp tục. Dương Đức, lão Dương tiếp tục gọi nói. Dương Đức vội vàng đáp đến. Lục Phỉ. Đến. Thổ Ba. Đến ngay đây. Bạch Hạc, Dương giáo sư lại kêu lên. Sau đó, tại Cao Mỗ Mỗ, Thổ Ba, Dương Đức ba người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Tống Thư Hàng rời cái vị trí. Tiếp tục bóp lấy thanh âm nói, đến. Lão Dương tiếp tục ngẩng đầu, xem xét mắt Tống Thư Hàng. Không có mau bệnh. Sau đó, lão Dương hãy cùng uống lộn thuốc đồng dạng, nhẹ gật đầu, tại sổ điểm danh thượng vẽ lên câu. Thổ ba cùng bạn học chung quanh, giật mình nhìn Tống Thư Hàng, hắn đây mẹ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Lão Dương hôm nay mắt mù rồi. Không thấy được Tống Thư Hàng con hàng này một người kêu ba lần, đến, rồi. Chẳng lẽ là hôm nay lão Dương rời giường tư thế không đúng? Có đồng học thầm nghĩ trong lòng. Cũng có thể là hắn hôm nay kính mắt mang sai rồi, số độ không đúng. Lại có người ám đạo. Có lẽ, hôm nay hắn ngã bệnh, kỳ thật trong đại não trống rỗng. Đúng rồi, Chu Đào hôm nay không có tới, không bằng chúng ta thay hắn gọi vào đi. Hôm nay lão Dương rất mù, nói không chừng có thể quá quan. Bên cạnh có Tráng Tráng đồng học, thấp giọng nói. Tống Thư Hàng. Đừng, ca môn mấy người các người biệt giới, lão Dương hôm nay không mù, cũng không có mang sai kính mắt, cũng không có sinh bệnh, thật sự. Nam Tâm Quỳnh. Đến. Chu Đào, lúc này, lão Dương điểm tới tên Chu Đào. Sau đó, Chu Đào cái vị kia Tráng Tráng bạn cùng phòng một mặt chính kinh, ngẩng đầu ưỡn ngực nói, đến. Tống Thư Hàng. Nếu như có thể mà nói, hắn hy vọng mình có thể đem, huyễn hình châm ngực, cấp cho vị này ca môn. Nhưng bây giờ mượn, đều đã trải qua không còn kịp rồi. Mặt khác, Tống Thư Hàng còn không có học được, huyễn thuật. Cũng không có cách nào cách không trên người người khác bộ cái huyễn thuật cái gì. Tống Thư Hàng đầy cõi lòng áy náy. Dương giáo sư đẩy kính mắt, nhìn chằm chằm Chu Đào bạn cùng phòng, ngươi là Chu Đào. Ây, Tráng Tráng bạn cùng phòng cảm thấy không lành, đạo diễn, cái này kịch bản không đúng. Cái kia trước đó Hùng Đồng Hoa là ai? Dương giáo sư trầm giọng nói. Giáo sư không chỉ có không mù, trí nhớ của hắn cũng không thành vấn đề, bổng bổng. Hùng Đồng Hoa rất muốn khóc,
nếu như bây giờ có thể phát cái biểu lộ, hắn nhất định phải soát đầy bình phong lệ rơi đầy mặt biểu lộ. Hùng đồng học, giảng nghĩa khí là chuyện tốt, nhưng thay thế người khác gọi, đến, cũng không phải tốt thói quen. Dương giáo sư đẩy kính mắt, bất quá xem ở ngươi nói như vậy nghĩa khí phân thượng, hôm nay Chu Đào coi như đến đi. Hùng đồng học nghe vậy, lập tức nhãn tình sáng lên. Lão Dương đã vậy còn quá thông tình đạt lý. Không nghĩ tới Dương giáo sư vẫn còn có dạng này thuộc tính, thật là quá đáng yêu. Sau đó, Hùng đồng hoa hôm nay trốn học, lão Dương thản nhiên nói, hắn đưa tay tại Chu Đào, danh tự sau đánh câu, lại tại tên Hùng đồng học thượng bổ một bút, đem câu biến thành gạch chéo. Hùng đồng học lập tức khóc choáng tại nhà vệ sinh. Trong lúc nhất thời, rất nhiều đồng học xoay đầu lại, chăm chú tiếp cận Tống Thư Hàng. Ngọa thảo, cái kia vừa rồi Tống Thư Hàng là chuyện gì xảy ra? Cái này ra hỏa một người kêu ba lần đến a, vì cái gì lão Dương đều không nhìn ra? Hối lộ, quy tắc ngầm, vẫn là nói, Tống Thư Hàng nhưng thật ra là lão Dương con ruột. Uy, Thư Hàng, vừa rồi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cao Mỗ Mỗ tới gần Tống Thư Hàng, nhỏ giọng hỏi. Cái gì? Tống Thư Hàng nháy nháy mắt. Đừng giả bộ ngốc, vừa rồi ngươi một hơi thay thi cùng Bạch Hạc đáp trả, lão Dương vì cái gì không có phản ứng? Cao Mỗ Mỗ cắn răng nói. Bởi vì, ta đùa nghịch chút ít thủ đoạn, Tống Thư Hàng nói. Thủ đoạn gì? Cao Mỗ Mỗ nghi ngờ nói. Tiền, Tống Thư Hàng nói, trên thực tế, Tống Thi cùng Bạch Hạc đều tương đối đặc thù, bọn hắn có thể đi vào trường này, tất cả đều là bởi vì tiền nguyên nhân. Xem ở tiền trên mặt mũi, có một số việc, các lão sư hội mở một con mắt, nhắm một con mắt. Cao Mỗ Mỗ, Tiết Tháo đâu? Tống Thư Hàng ngẩng đầu vọng thiên vừa rồi, hắn không nên chỉ ảnh hưởng lão Dương thị giác. Hắn hẳn là tế gia công đức xà mỹ nhân cùng thông nương. Để công đức xà mỹ nhân biến ảo thành, Bạch Hạc, bộ dáng, lại để cho thông nương sử dụng huyễn hình châm ngực, hóa thành thi bộ dáng, dạng này mới là ổn thỏa nhất biện pháp. Hắn vừa rồi thiếu suy tính. Mặt khác quả nhiên học tập đơn giản một chút huyễn thuật sự, muốn sớm cho kịp đưa vào danh sách quan trọng. Chí ít tại ứng đối người bình thường lúc, đơn giản một chút huyễn thuật có thể miễn đi rất nhiều phiền phức. Chương 1098, ngươi cũng là tới tìm ta đóng mộc sao. 3. Từ khi bắt đầu tu chân phía sau Tống Thư Hàng học tập lực điên cuồng lên cao. Trên lớp học, giáo sư giảng nội dung, hắn nghe xong liền hiểu, còn có thể thật nhanh lý giải, cũng tại trong đầu suy một ra ba. Học tập, đối với hắn mà nói thành một chuyện rất dễ dàng. Thậm chí có đôi khi, hắn còn có thể nhất tâm lưỡng dụng. Một bên nghe lão sư tại trên lớp học giảng bài, một bên ngưng tụ tinh thần, bắt đầu tu luyện chân ngã minh tưởng pháp, cường hóa tinh thần lực của mình. Nếu như không sợ người khác quấy rầy, hắn thậm chí có thể tu luyện một hồi tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, một tiết khóa xuống tới, vừa vặn có thể vận chuyển chân khí tại thể năng vận hành một vòng. Mỹ tích hung ác đấy. Một tiết khóa rất nhanh kết thúc, tiến vào lớp học thời gian nghỉ ngơi. Tống Thư Hàng cùng đám bạn cùng phòng Thiên Nam Địa Bắc hàn huyên. Bọn hắn nói chuyện đồ vật rất tán, có thể trò chuyện tin tức gần đây, cũng có thể trò chuyện gần nhất nóng nảy trò chơi, thích xem tiểu thuyết nội dung cốt truyện. Cũng có thể tâm sự Cao Mỗ Mỗ gần nhất sáng tác thượng phiền não. Trò chuyện một chút, cửa phòng học có hai vị thiếu niên tiến đến. Người tốt, xin hỏi Tống tiên sinh ở chỗ này sao? Trong đó một vị thiếu niên lên tiếng hỏi. Hai vị thiếu niên, đều là môi hồng răng trắng, tướng mạo anh tuấn. Bọn hắn nhìn chừng 10 năm 6 tuổi khoảng chừng, làn da tinh tế tỉ mỉ, so nữ sinh làn da còn tốt hơn. Hai vị thiếu niên đều để tóc dài, một vị tết tóc đuôi ngựa. Một vị khác thì tại đỉnh đầu đâm cái bánh bao đầu. Thiếu niên thanh âm cũng không vang dội, nhưng lại tự mang một loại đặc thù âm tần, trong phòng học mỗi một người đều có thể rõ ràng nghe được thanh âm của hắn. Tìm ngươi, Thư Hàng, Cao Mỗ Mỗ đẩy Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng ngẩng đầu nhìn về phía hai vị này thiếu niên, hai vị thiếu niên che giấu tự thân khí tức, nhìn hãy cùng người bình thường đồng dạng. Nhưng Thư Hàng chỉ cần xem xét bọn hắn phong cách vẽ, liền biết bọn hắn là trong tu luyện người. Hai vị thiếu niên, hẳn là tu luyện có chuyên môn ẩn tàng khí tức công pháp, hoặc là mang theo cùng loại công năng pháp khí. Bất quá, hắn trong trí nhớ cũng không nhận ra hai vị này thiếu niên. Người tốt, các ngươi tìm ta có chuyện gì? Tống Thư Hàng đứng lên, hiếu kỳ hỏi. Quá tốt rồi, tìm tới ngài, Tống tiền tiên sinh. Túi kia từ đầu thiếu niên vui vẻ nói, sau đó hắn cùng đuôi ngựa thiếu niên chạy chậm đến chen đến Tống Thư Hàng bên người. Sau đó...
Bánh bao đầu thiếu niên dùng truyền âm nhập mật phương thức nói, người tốt, Tống tiền bối. Chúng ta là cổ hồ quan đệ tử, vừa xuống núi lịch lãm đến. Nhưng là nghe quán chủ nói, gần nhất truyền công cuồng ma thiên nhai tử đạo trưởng nắm giữ càng đáng sợ truyền công phương thức, cho nên để cho chúng ta đến Giang Nam địa khu tìm ngài, xin ngài cho chúng ta đóng cái dấu, để phòng ngoài ý muốn. Tống Thư Hàng, cổ hồ quan chân quân tiền bối ra đệ tử A, nhanh như vậy liền tìm tới cửa rồi. Nhớ kỹ là lúc sáng sớm vừa mới nhắc lên thiên nhai tử đạo trưởng sự A. Mà lại, ngoại trừ Vũ Nhu Tử bên ngoài, đây là hắn lần thứ nhất bị người gọi là tiền bối, luôn cảm giác là lạ. Tống tiền bối, ngài hiện tại thuận tiện cho chúng ta đóng cái dấu sao? Đuôi ngựa thiếu niên dùng lập lòe tỏa sáng con mắt nhìn qua Tống Thư Hàng. Vị này Tống tiền bối, chính là quán chủ nói tới thiên niên đệ nhất thánh, bá Tống tiền bối. Quả nhiên thật là lợi hại, lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy tiếp xúc thứ đại nhân vật này, hai vị thiếu niên tu sĩ trong lòng có chút tâm thần bất định, lại có loại truy tinh kích thích. Nghĩ đến đây vị thiên niên đệ nhất thánh, bá Tống tiền bối, sẽ cho hai người bọn hắn lưu một cái, thanh ấn. Bọn hắn thì có loại fan hâm mộ muốn thu đến minh tinh ký tên đồng dạng, trong lòng kích động. Tốt a, Tống Thư Hàng móc ra thánh ấn cái đồ chơi này, cũng chỉ có tu sĩ có thể nhìn thấy, phổ thông không có tu luyện qua người, là không thấy được. Các ngươi muốn đóng ở đâu? Tống Thư Hàng hỏi. Tống tiền bối, đắp lên trên cánh tay có thể chứ? Bánh bao đầu thiếu niên trông đợi nói. Tốt a, vươn tay ra, Tống Thư Hàng nói. Giữa song phương giao lưu. Đều là dùng, truyền âm nhập mật, phương thức hoàn thành. Ở trong mắt những người khác, hai vị môi hồng răng trắng thiếu niên, tới cửa tìm Tống Thư Hàng đồng học. Tìm tới phía sau lại vui vẻ nhào tới, phảng phất như là fan hâm mộ nhìn thấy minh tinh đồng dạng vui vẻ. Sau đó, Tống Thư Hàng cùng hai cái này thiếu niên mắt lớn chừng mắt nhỏ, không nói một lời. Tràng diện đặc biệt cổ quái. Chẳng lẽ là Tống Thư Hàng đồng học fan hâm mộ? Dù sao Tống Thư Hàng đồng học cũng diễn qua một trận phim, diễn vẫn là Cao Thăng sư huynh. Ngọa thảo, đúng a, Cao Thăng sư huynh phải chết a. Kỳ quái, gần nhất vì cái gì đều muốn không dậy nổi việc này tới. Tựa hồ có một loại lực lượng vô hình, đang ngăn trở trong đầu của bọn hắn nhớ tới, Cao Thăng sư huynh phải chết cái này khái niệm đồng dạng. Trong lúc đang suy tư, đám người chỉ thấy hai vị thiếu niên vén tay áo lên, lộ ra đồng dạng để nữ sinh hâm mộ trắng nõn nà cánh tay. Tiếp đó, Tống Thư Hàng đồng học tựa hồ nắm lấy một vật, đối hai vị cánh tay của thiếu niên hư đóng một chút. Sau đó hai vị đáng yêu thiếu niên lộ ra nụ cười vui mừng. Quá quỷ dị! Tống Thư Hàng hiện tại, đối thánh ấn nắm giữ lực tăng lên rất nhiều. Cho nên trước đó thi, Tiểu Thải cùng A Thập Lục, đang bị hắn đóng một thời điểm, đều không có giống ban sơ thụ yêu như thế, trực tiếp mền bay. Thánh ấn nhẹ nhàng tại hai vị thiếu niên trên cánh tay đè ép, lưu lại, bá Tống, thánh ấn. Hai vị cổ hồ quan tiểu tu sĩ, chỉ cảm thấy trên cánh tay mình mát lạnh. Sau đó, mơ hồ trong đó hai người bọn họ cùng bá Tống tiền bối ở giữa liền có thêm một loại loáng thoáng liên hệ. Đây là một loại, năng lượng thông đạo, thông qua cái này thánh ấn, bá Tống tiền bối có thể cho bọn hắn cách không truyền lại pháp lực. Tạ ơn Tống tiền tiên sinh, bánh bao đầu thiếu niên cùng đuôi ngựa thiếu niên, xoay người cho Tống Thư Hàng thi lễ một cái. Không khách khí, Tống Thư Hàng thu hồi thánh ấn, khoát tay áo. Cái kia Tống tiên sinh, gặp lại, hai vị thiếu niên vui vẻ cười, đứng dậy rời đi Tống Thư Hàng phòng học. Đợi hai vị thiếu niên sau khi rời đi, Tống Thư Hàng vuốt vuốt huyệt thái dương. Luôn cảm giác, tiếp đó sẽ có một đại đợt tu sĩ, tới cửa tìm hắn con dấu. Không thể để cho bọn hắn đều chạy đến trong trường học đến, nếu không một cái tiếp một cái tu sĩ chạy đến trong trường học tìm hắn con dấu, sẽ rất ảnh hưởng hắn sinh hoạt. Một hồi, đến Cửu Châu Nhất Hào Quần, bên trong. Cùng tiền bối nhóm nhắc nhở một chút. Đóng một lời nói, thống nhất phóng tới ban đêm, địa điểm phóng tới dược sư nhà lầu đó bên trong. Đến lúc đó, chờ hắn tan học trở về, thống nhất con dấu. Cao Mỗ Mỗ, Thư Hàng, vừa rồi cái này hai thiếu niên là chuyện gì xảy ra? Một người bạn nhà hậu bối, tới tìm ta muốn cái ký tên. Tống Thư Hàng thở dài. Tìm ngươi muốn ký tên, nhìn qua mặt pháp chi chiến. Thổ ba nháy nháy mắt, cái kia vì mau không tìm ta muốn ký tên. Hắn dù sao cũng là kịch bên trong trọng yếu nhân vật A. Ha 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 ha, có lẽ là thổ ba ngươi tại kịch bên trong tồn tại cảm giác không đủ. Tống Thư Hàng cười nói. Ngươi vừa rồi đưa tay ở tại bọn hắn trên cánh tay vỗ, coi như ký tên rồi. Dương Đức Hiếu kỳ nói.
ta cho bọn hắn đóng cái chương, chính là cái này. Các ngươi vừa rồi bởi vì góc độ vấn đề, không thấy được. Tống Thư Hàng lật tay một cái, đem thánh ấn, mở ra, để ba vị hảo hữu nhìn thoáng qua, sau đó lại đem thánh ấn thu hồi. Bằng hữu của ngươi hậu bối, thật là có ý tứ, đóng cái ấn liền thỏa mãn. Cao Mỗ Mỗ cười nói. Đang khi nói chuyện, cổng lại có một cái thân ảnh kiều tiểu tiến đến. Ngươi tốt, xin hỏi Tống đồng học ở chỗ này sao? Thanh âm thanh thúy vang lên, thanh âm ngọt ngào. Thư Hàng, lại tìm ngươi sao? Cao Mỗ Mỗ nói. Tống Thư Hàng quay đầu nhìn lại, phát hiện một vị 16-17 tuổi tiểu cô nương, chính rụt rè đứng ở cổng, đen nhánh sáng tỏ hai mắt, quét mắt phòng học. Ngươi tốt, cũng là tìm ta sao? Tống Thư Hàng chiêu đưa tay, hỏi. Tiểu cô nương nhìn thấy Tống Thư Hàng phía sau lập tức nhãn tình sáng lên. Nàng vui vẻ hướng Tống Thư Hàng chạy tới, rốt cuộc tìm được ngươi á. Tống ca ca. Ha ha, Tống Thư Hàng cười cười ôn hòa, lại là cái nào môn phái đệ tử đến tìm hắn con dấu. Nhìn tựa hồ giống như người bình thường, bất quá hẳn là lại là ẩn giấu đi tự thân khí tức. Ngươi là nhà nào đệ tử? Tống Thư Hàng dùng truyền âm nhập mật phương thức dò hỏi. Nhà ai đệ tử? Hi hi, đậu đậu nhà. Tiểu cô nương vui vẻ nói. Xoa, liền đậu đậu cái này ra hỏa đều người tiến cử đến hắn nơi này con dấu rồi. Hắn cái này đóng mộc sinh ý muốn lửa a? Muốn đóng chỗ nào? Tống Thư Hàng móc ra thánh ấn, dò hỏi. Đóng đến đâu? Mặc dù không rõ lắm, nhưng tùy tiện đi. Tiểu cô nương cười ngọt ngào. Tốt a, vươn tay ra. Tống Thư Hàng nói. Tiểu cô nương nhu thuận đem chính mình tay nhỏ ngả vào Tống Thư Hàng trước mặt. Ngón tay của nàng rất dài, nhìn rất linh xảo dáng vẻ. Nàng mặc chính là ngắn tay, duỗi tay ra liền lộ ra mềm nhũn cánh tay nhỏ. Tống Thư Hàng đưa tay nâng lên thánh ấn, ba, một chút, tại trên cánh tay của nàng đóng cái chương. Tốt, giải quyết, Tống Thư Hàng nói. Tiểu cô nương. Nàng một mặt mộng bức, vừa rồi nàng cảm giác được, Tống Thư Hàng đưa tay tại cánh tay nàng thượng lăng không ấn xuống một chút, sau đó tựa hồ có một cái băng lạnh buốt mát đồ vật liền đóng trên tay nàng. Loáng thoáng, nàng cảm giác được đó là một cái con dấu. Nàng ngưng mắt xem xét, liền thấy được một cái xinh đẹp cổ phác hoa văn. Trên đó có hai cái đồng dạng cổ phác văn tự bá tống. Bá tống, kỳ quái xưng hô, hì hì ha ha, đậu đậu ngươi mới ngoại hiệu sao? Tiểu cô nương cười khanh khách. Tống Thư Hàng, a, à. Luôn cảm giác đặc mã có chỗ nào không thích hợp a. À. Tiểu cô nương này mới vừa nói là, đậu đậu ngươi mới ngoại hiệu, nàng là đem ta trở thành đậu đậu cái kia hai hàng. Vì mau sẽ đem ta xem như đậu đậu. Chờ hả? Ngọa thảo, ta khả năng lại làm chuyện ngu xuẩn. Tống Thư Hàng đưa tay nhẹ nhàng đặt tại tiểu cô nương trên cánh tay, tinh thần lực thúc giục. Ân, tiểu cô nương này thân thể rất khỏe mạnh. Sau đó, tiểu cô nương này chưa từng có tu luyện qua, là cái rất phổ thông mỹ thiếu nữ. Tống Thư Hàng ngẩng đầu vọng thiên, là nàng, vẫn là tới. Nếu như hắn không có đoán sai, trước mắt vị này manh muội tử, chính là đậu đậu tại game online bên trong cua được lão bà, Sở Sở, đến. Đậu đậu cái này Sở Sở khống, nghiệp chướng a, vậy mà để cái này manh muội tử ngàn dặm xa xôi chạy đến Giang Nam Đại học thành tới gặp hắn. Sở Sở, Tống Thư Hàng hỏi, hừm, hi hi, tiểu cô nương cười hi hi nói. Nàng hôm nay cách ăn mặc cùng trên mạng hoàn toàn khác biệt, không đi trên mạng nói chuyện trời đất đáng yêu phong, bất quá đậu đậu vẫn là đưa nàng nhận ra. Tống Thư Hàng vỗ trán. Cái này lúng túng. Ai có thể nói cho hắn biết, tiếp đó, hắn muốn làm sao? Chương 1099, ta buồn giàu cái giám a. Đậu đậu tại trên mạng phao nàng dâu chạy đến Giang Nam Đại học thành tìm tới chỗ ta muốn làm sao, tại tuyến chờ, rất cấp bách. Sở Sở, nháy mắt, nhìn qua Tống Thư Hàng. Nàng cái này học kỳ đã cấp 3, học kỳ kế liền muốn thi đại học, mục tiêu tự nhiên là thi vào Giang Nam Đại học thành. Hôm nay nàng là cố ý xin nghỉ, chạy đến Giang Nam Đại học thành đến xem đậu đậu. Nàng muốn nhìn, đậu đậu có phải thật vậy hay không tại Giang Nam Đại học thành. Nàng rất may mắn, rất nhanh liền tìm được đậu đậu. Đậu đậu so trên mạng nhìn thấy còn muốn càng đẹp trai hơn. So đóng phim lúc Cao Thăng sư huynh trạng thái còn muốn đẹp trai hơn. Cảm giác thấy thế nào đều nhìn không ngán, từng cái góc độ đều rất có khí chất, so với nàng đồng học truy minh tinh cái gì đều muốn soái. Chính là đậu đậu thanh âm, biến có chút cổ quái. Tống Thư Hàng lúng túng sờ lên cái mũi, bị tiểu nha đầu này nhìn chằm chằm run rẩy.
Một mình ngươi chạy Giang Nam Đại học thành tới. Tống Thư Hàng hỏi. Sở Sở nhẹ gật đầu, bất quá ta không phải vụng trộm chạy đến, ta cùng ta ba ba nói qua, muốn tới Giang Nam địa khu nhìn bằng hữu, cha ta cũng đồng ý. Tống Thư Hàng, tiểu nha đầu này ba ba tâm rộng như vậy. Có phải hay không thân sinh đó a? Hiện tại phiền toái nhất chính là, muốn làm sao cùng tiểu nha đầu này giải thích mình và đậu đậu quan hệ trong đó. Trên lý trí tới nói, trực tiếp hướng nàng thẳng thắn sẽ khá tốt. Bằng không mà nói, một cái hoang ngôn cần dùng càng nhiều hoang ngôn đi đền bù, đến lúc đó sẽ chỉ càng ngày càng phiền phức. Nhưng vấn đề là, đậu đậu là chỉ Uông A, hắn muốn làm sao cùng cái này muội tử giới thiệu đậu đậu sự. Kỳ thật, cho tới nay cùng ngươi chơi game chính là một con chó nhỏ chó, rất đáng yêu Pekingis. Muội tử hội điên mất đi. Ngồi trước đi, Tống Thư Hàng hướng bên cạnh rời cái vị trí, để Sở Sở ngồi xuống trước. Sở Sở ngon ngọt cười. Liên tiếp Tống Thư Hàng ngồi xuống, hai tay giảo cùng một chỗ, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Uy, Thư Hàng tiểu cô nương này là ai? Ngươi không phải là cùng Tô lão sư tại ước sao? Cao Mỗ Mỗ tới gần Tống Thư Hàng, ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói. Tống Thư Hàng cái này ra hỏa, chẳng lẽ một cước đạp hai thuyền? Nói rất dài dòng, vấn đề này không phải ta nổi, một hồi lại cùng các ngươi giải thích. Tống Thư Hàng khổ não vuốt vuốt huyệt thái dương. Đậu đậu. Ngươi không muốn ta tới sao? Sở Sở nhìn thấy Tống Thư Hàng một mặt dáng vẻ khổ não, e sợ hỏi. Trong óc nàng lập tức nhớ tới rất nhiều mạng lưới cẩu huyết tình yêu kịch nội dung cốt truyện. Không, ta khổ não không phải vấn đề này. Tống Thư Hàng thở dài. Chờ dưới. Ta buồn rầu cái giám a. Đây là đậu đậu muốn chuyện buồn rầu có được hay không? Vì cái gì ta muốn thay hắn xoắn suýt chết đi sống lại? Ta cũng không phải đậu đậu. Tại trên mạng vẩy muội cũng không phải ta. Ta đặc mã ngay cả mình tình cảm tuyến đều không có lột thanh, làm sao có thời giờ thay đậu đậu lột tình cảm tuyến. Muốn làm sao cùng Sở Sở muội tử giải thích, muốn làm sao ứng phó Sở Sở muội tử, đều là đậu đậu đau đầu hơn sự tình mới đúng. Vấn đề này kỳ thật nói rất dài dòng, Sở Sở ngươi chờ chút, ta gọi điện thoại. Tống Thư Hàng nói. A, Sở Sở nhu thuận nhẹ gật đầu. Tống Thư Hàng lấy điện thoại cầm tay ra. Dẫn xuất người liên hệ, sau đó tìm tới đậu đậu dãy số, đã gọi đi. Nghe nói đậu đậu bây giờ bị Hoàng Sơn chân quân giam giữ lấy, hy vọng điện thoại có thể kết nối đi. Rất may mắn đậu đậu điện thoại đã thông. Go, ma quỷ, gọi điện thoại cho ta làm gì? Đậu đậu thanh âm từ trong điện thoại di động truyền ra. Tống Thư Hàng. Mẹ nó, ma quỷ là cái gì xưng hô? Uy, uy, không nói lời nào làm gì. Thông đạo là điện thoại thả trong túi áo lầm rút ra rồi. Đậu đậu kêu lên. Tống Thư Hàng, không, không có lầm phát. Ta chỉ là lập tức chịu không được ngươi đối với ta quỷ dị xưng hô. Ta đây không phải đang luyện tập nha vì phản kháng Hoàng Sơn đại ngốc muốn đem ta gả đi. Ta gần nhất đang luyện tập làm sao tại vừa thấy mặt thời điểm, liền cho người ta chế tạo ác liệt nhất ấn tượng đầu tiên. Đậu đậu dương dương đắc y nói. Tống Thư Hàng, ta cảm giác ngươi hoàn toàn không cần luyện tập. Chỉ cần dựa vào ngươi bản năng, cam đoan có thể cho người ác liệt nhất ấn tượng đầu tiên. Thật sao, ta có lợi hại như vậy sao? Ha 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 ha, thật sự là không có ý tứ. Đậu đậu cười nói. Tống Thư Hàng đau răng, ta đây cũng không phải là đang khích lệ ngươi. Phi, Tử Dạng, người ta tốt ngượng ngùng á. Đậu đậu nói. Tống Thư Hàng dùng mình, đừng có dùng loại giọng nói này nói chuyện, chúng ta vẫn là hảo bằng hữu. Go. Gọi điện thoại cho ta có việc. Đậu đậu nói. Sở Sở tới. Tống Thư Hàng nói. Cái gì? Đậu đậu ngẩn người. Sở Sở đến Giang Nam Đại học thành tìm ta, hiện tại an vị ở bên cạnh ta. Tống Thư Hàng lặp lại, hiện tại, chính ngươi cùng nàng tâm sự không? Đậu đậu. Ca ca ta có thể giúp ngươi, chỉ có nhiều như vậy. Tiếp đó, chính ngươi hảo hảo cùng Sở Sở tâm sự, cũng đem sự tình cùng với nàng giải thích một chút. Tống Thư Hàng nói. Sau đó, hắn đưa điện thoại di động đưa cho vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Sở Sở. Cho, cùng đậu đậu hảo hảo tâm sự đi, Tống Thư Hàng nói. Sở Sở một mặt mộng bức, cùng đậu đậu hảo hảo tâm sự. Vậy ngươi, ta không phải đậu đậu, Tống Thư Hàng ôn hòa cười nói. Sở Sở há to miệng, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu thượng tràn đầy chấn kinh chi sắc, một mặt không dám tư nghị. Trên thực tế, đậu đậu cùng ta dài vô cùng giống. Cho nên... Thường xuyên có người đem hắn cùng ta nhận lầm. Tống Thư Hàng cười ha hả nói. Dù sao đậu đậu cái này ngốc chó còn không có hóa hình,
đến lúc đó chờ hắn ngũ phẩm lúc, để nó hóa hình lúc chú ý một chút, thoáng biến cùng hắn tương tự một điểm liền không có vấn đề. Là thế này phải không? Sở Sở khuôn mặt nhỏ xấu hổ đỏ bừng, sau đó, nàng nhận lấy Tống Thư Hàng điện thoại, rụt rè kêu, Đậu Đậu. Gâu, là ta, lão bà, quen thuộc Đậu Đậu thanh âm từ trong điện thoại di động truyền tới. Thanh âm này, giọng điệu này, không sai đây mới là nàng nhận biết Đậu Đậu. Nhưng là, Giang Nam Đại học thành vị này Tống Thư Hàng, lại là chuyện gì xảy ra? Lão bà, người tìm một chỗ an tĩnh, ta và người đơn độc tâm sự. Cách Tống Thư Hàng con hàng này xa một chút, đừng cho hắn nghe được. Đậu Đậu thanh âm vang lên. Tống Thư Hàng. A, Sở Sở nhẹ gật đầu, sau đó nàng đứng lên, trước hướng Tống Thư Hàng xin lỗi nhẹ gật đầu, tiếp lấy chạy chậm đến rời phòng học. Nhìn thấy tiểu cô nương sau khi rời đi, Tống Thư Hàng nhẹ nhàng thở ra. Uy, Thư Hàng vừa rồi tiểu cô nương này cùng ngươi quan hệ thế nào? Thổ ba bọn người hiếu kỳ hỏi. Là ta một vị bằng hữu tại võng du bên trong ước muội tử. Tống Thư Hàng cảm thán nói. Cái gì, võng du bên trong ước muội tử có cao như vậy khối lượng? Thổ ba trừng to mắt, trò chơi gì? Ta cũng không rõ ràng, ta lại không chơi cái kia khoản võng du a. Tống Thư Hàng nhún vai. Cái kia nàng chạy thế nào đến Giang Nam Đại học thành tới tìm ngươi? Cao Mỗ Mỗ đẩy con mắt, trong đó nhất định có gian tình. Nhật Nâm, Tống Thư Hàng nói, trên thực tế, đây cũng là ta phiền não sự tình. Ta bằng hữu kia tương đối làm quái, cái này muội tử hỏi nó bề ngoài ra sao lúc, hắn đem ta ảnh chụp phát cho muội tử. Cao Mỗ Mỗ, Thổ Ba, Dương Đức, bên người Hùng Đồng Hoa đồng học, Ngọa Thảo. Bằng hữu như vậy mời cho ta đến một tá a. Loại này thay hảo hữu cả đời nghĩ tới hạnh phúc, thay bằng hữu tán gái hảo hữu, vì cái gì hắn liền gặp không được a? Người bằng hữu kia còn thiếu đồng bạn hoặc vật trang sức không? Thổ Ba nghiêm túc nói, lần sau, để hắn đang chơi trò chơi lúc, phát hình của ta đi. Ngay cả ta địa chỉ gia đình đều có thể gửi đi ra ngoài, ta thật sự không ngại. Dương Đức, Thư Hàng, chúng ta là bằng hữu a. Ngươi muốn nói cái gì? Tống Thư Hàng khóe miệng co giật nói. Chúng ta là hảo bằng hữu của ngươi liền là bằng hữu của ta a. Dương Đức vỗ ngực nói, ca ca ta có một bộ nghệ thuật chiếu, đặc biệt xuất khí loại kia. Ngươi giúp ta phát cho ngươi bằng hữu làm tài liệu đi, lần sau gặp gỡ cần phát ảnh chụp muội tử lúc gọi hắn phát hình của ta. Ta toàn quyền trao quyền, không thu chân dung sử dụng phí. Các ngươi cứ như vậy đói khát, Tống Thư Hàng cười khổ nói. Ngươi đã có Tô lão sư. Sao có thể lý giải chúng ta đàn ông độc thân thống khổ? Đầu năm nay, muốn tìm cái mỹ nữ là bực nào khó khăn a? Thổ Ba cảm thán nói. Kỳ thật ta đối Bạch Hạc đồng học vừa thấy đã yêu. Dương Đức nhếch miệng lên nói, ta mấy ngày nay hồi tưởng lại, càng ngày càng cảm giác Bạch Hạc đồng học có một loại xuất khí đẹp, mà lại trên người nàng có loại như thiên sứ ấm áp hương vị. Thư Hàng, người cảm giác ta đi ước Bạch Hạc bạn học, sẽ như thế nào? Dương Đức vậy mà ưa thích Bạch Hạc chân quân. Tống Thư Hàng đột nhiên cảm giác tốt có cảm giác vui mừng. Tốt a, lệch nữ tính hình thái Bạch Hạc tiền bối, hoàn toàn chính xác rất manh. Dương Đức thích nàng, cũng không kỳ quái. Dù sao nam nhân đều là, thị giác động vật, bản năng ưa thích sự vật tốt đẹp. Khục, nếu như ngươi hướng nàng tỏ tình, có lẽ sẽ bị nàng đánh cứt. Tống Thư Hàng nói, bởi vì nàng có người thích. Ngọa Thảo, là ai? Để cho ta biết hạ tình địch của ta là ai? Thổ Ba nói. Tống Thư Hàng, không phải Dương Đức ưa thích Bạch Hạc sao? Thổ Ba ngươi xem náo nhiệt gì? Bạch Hạc đồng học có người thích rồi. Trời ạ, không phải đâu. Đừng a, ta mới nữ thần lại có luyến nhân. Quá tàn nhẫn, rõ ràng vừa mới chuyển giáo tới được Bạch Hạc đồng học, ta vừa yêu đương, nhưng lại lập tức thất tình. Cùng vây, lại có một mảnh đồng học kêu rên. Tống Thư Hàng, âm thầm thích Bạch Hạc tiền bối người, lại còn không ít. Nói một chút thôi. Bạch Hạc đồng học đến cùng ưa thích chính là ai? Cao Mỗ Mỗ hiếu kỳ hỏi. Các ngươi đều biết, Mạt Pháp Chi Chiến nhân vật nam chính. Tống Thư Hàng nói. Dương Đức, ông trời của ta, không đùa. Hắn chỉ cần nhớ tới vị kia như phàm trần trích tiên nam tử, loại kia đẹp trai phi nhân loại tồn tại, liền một trận tuyệt vọng. Tình địch là loại kia tồn tại, hoàn toàn không có cơ hội a. Lão Tống, cái kia thi đồng học có bạn trai sao? Lúc này... Lại một thanh âm sau lưng Tống Thư Hàng vang lên. Ngọa Thảo, Tống Thư Hàng nói, quá cầm thú đi. Thi La Lị còn nhỏ như vậy, vậy mà liền muốn xuống tay với nàng.
tin hay không hắn lập tức báo động a. 3 năm máu lừa, tử hình không lỗ a. Hậu phương thanh âm kia nói. Không hẹn máu lừa, tử hình cũng lừa. Lại người sửa chữa nói. Chỉ cần nuôi tới mấy năm, thì đồng học tuyệt đối không thể so với Bạch Hạc đồng học kém. Sớm điểm dự định, miễn cho về sau có ngàn ngàn vạn vạn người cạnh tranh. Tống Thư Hàng. Chương 1100. Các loại hình mỹ nhân. Ngoại trừ thi đồng học bên ngoài, Tống Thư Hàng ngươi còn nhận biết không biết cái khác mỹ nữ. Không có kết hôn cái chủng loại kia, có đồng học lại gần hỏi. Nhớ kỹ đến trường kỳ lúc, có người từng thấy Tống Thư Hàng cùng một cái chân rất dài mỹ nữ cùng một chỗ. Cái kia ta biết, là Tống Thư Hàng biểu tỷ. Từ nhìn thấy hắn biểu tỷ Triệu Nhã Nhã thời điểm, ta liền biết Tống Thư Hàng cái này đại cữu tử ta nhận định. Tống Thư Hàng, đi chết. Bất quá, Thư Hàng bên người mỹ thiếu nữ khối lượng cũng rất cao a. Thư Hàng, người không ra hậu cung, giới thiệu mấy cái muội tử cho các huynh đệ quen biết một chút a. Ta từ chỗ nào tìm nhiều mỹ nữ như vậy cho các ngươi nhận biết a? Tống Thư Hàng thở dài. Đang khi nói chuyện, cửa phòng học lại xuất hiện một bóng người. Đây là một vị dáng người cao gầy mỹ nhân, so với người bình thường cao hơn một cái đầu, dáng người bốc lửa, trên mặt được khăn lụa. Mặc dù không cách nào thấy được nàng mặt, nhưng chỉ là cái này bá đạo dáng người, còn có cái kia con ngươi sáng ngời, nữ nhân này tuyệt đối không kém được đi đâu. Thư Hàng, cao gầy mỹ nhân đối Tống Thư Hàng kêu lên, trong tay nàng mang theo một cái tinh xảo hộp cơm. Lại là tìm ngươi, cao mỗ mỗ nói. Còn nói bản thân không có nhận biết mỹ nữ, hôm nay đã cái thứ hai. Tống Thư Hàng, là Biệt Tuyết tiên cơ chạy thế nào tới nơi này? Ta cho Bạch đưa ăn tới, Bạch Hạc vừa chạy đến ta cái kia, mua một bàn tiên chân yến. Sau đó để cho ta đưa đến ngươi cái này nghe nói ngươi có thể đưa nó đưa cho Bạch. Biệt Tuyết tiên cơ cười đi vào Tống Thư Hàng bên cạnh, đem cái kia tinh xảo hộp cơm đưa cho Tống Thư Hàng. Thì ra là thế. Cũng chỉ có mua thức ăn đối tượng là Bạch Tôn giả lúc, Biệt Tuyết tiên cơ mới có thể đưa hàng tới cửa. Hừm, giao cho ta đi. Tống Thư Hàng gật đầu nói. Mặt khác, Biệt Tuyết tiên cơ cúi người. Xích lại gần Tống Thư Hàng bên tai nói, cái kia ngựa giống tinh, ta thả hắn một ngựa. Nó thật sự là bị người nói gạt, mới chạy đến ta cái kia. Phía sau ác ý lừa dối nó tên kia, ta đang muốn biện pháp đem hắn móc ra. Cái này ngựa giống tinh, thiếu ngươi một cái nhân tình. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu ngựa giống tinh xem như lại tránh thoát một kiếp. Đến mức ngựa giống tinh ân tình thôi được rồi, con hàng này chỉ cần không ra ô nhiễm ánh mắt của hắn liền tốt. Mặt khác. Trong tay ngươi hành mầm có bao nhiêu? Ta và ngươi trao đổi. Biệt Tuyết tiên cơ lại nhỏ giọng nói, ta vừa vặn để cho người ta mang rất nhiều linh thú tinh tới. Tại Biệt Tuyết tiên cơ lúc nói chuyện, ngọt ngào khí thức từ trong miệng nàng phun ra, Tống Thư Hàng cảm giác lỗ tai ngứa một chút. Có một ít, hiện tại liền giao dịch sao? Tống Thư Hàng hỏi lần trước thông nương cuồng bạo hóa phía sau không ngừng lợi hành ra khỏi vỏ, hành mầm còn có không ít. Ta mở ra cái huyễn thuật, hiện tại liền giao dịch đi. Ta có cần dùng gấp, Biệt Tuyết tiên cơ nói. Sau đó, nàng mở cái cỡ nhỏ huyễn thuật, đem chính mình cùng Tống Thư Hàng bao khỏa. Tiếp theo, nàng lấy ra một cái màu đen cái dương, bên trong đầy tam phẩm, tứ phẩm linh thú tinh. Tống Thư Hàng thì đem chính mình tồn trữ tất cả hành mầm đều lấy ra ngoài, mấy chói. Nhiều như vậy, nếu như vậy, ta lần này mang linh thú tinh số lượng không đủ. Như vậy đi, lần sau ta lần nữa kém linh thú tinh cho ngươi bổ sung. Biệt Tuyết tiên cơ nói, Tống Thư Hàng, không có vấn đề. Hai người hài lòng hoàn thành giao dịch. Thông nương khóc choáng tại một tấc thu nhỏ trong túi, những này hành ngọn, đều là nàng đó a. Nhưng là, nàng lại không dám khóc ra thành tiếng, bởi vì Biệt Tuyết tiên cơ ngay tại bên cạnh, nàng sợ bản thân khóc quá lớn tiếng, liền hành nước đều muốn bị Biệt Tuyết tiên cơ lấy đi. Hoàn thành giao dịch phía sau Biệt Tuyết tiên cơ tán đi huyễn thuật. Cùng Tống Thư Hàng phất phất tay. Dẫm lên yêu nhã bộ pháp, rời đi. Tống Thư Hàng nhẹ nhàng vỗ vỗ một tấc thu nhỏ túi, có thể đổi được nhiều như vậy linh thú tinh, tất cả đều là thông nương công lao. Ô ô ô, ta hành ngọn, nhìn thấy Biệt Tuyết tiên cơ rời xa phía sau thông nương lên tiếng khóc giống đi ra. Bất quá thanh âm của nàng hạn chế tại một tấc thu nhỏ trong túi. Đừng khóc a, người hành ngọn để đó cũng vô dụng, còn không bằng đổi thành tài nguyên tu luyện. Tống Thư Hàng truyền âm nhập mật nói. Phi, ngươi đem chính mình đầu cắt đi, đi đổi thành tài nguyên tu luyện nhìn xem. Mà lại, linh thú tinh ta lại không dùng, thông nương nói. Vậy ta cho ngươi đổi thành cái khác tài nguyên tu luyện a,
tỉ như đao ý thông huyền hạt sen, hoạt tuyền thủy, tu luyện dùng đan dược. Nói thật, thông nương cảnh giới của ngươi thăng quá chậm. Hiện tại cũng mới nhị phẩm cảnh giới, tiếp tục như vậy nữa, ta còn thế nào để ngươi làm yêu sủng a? Tống Thư Hàng nói, thật xin lỗi, ta tu luyện chậm như vậy, kéo tổ quốc chân sau. Thông nương trong lòng đắng chát. Chờ đã. Phi ngươi một mặt a, ta lúc nào biến thành ngươi yêu sủng rồi. Thư Hàng, vừa rồi mỹ nhân này là ai? Có đồng học nói. Ta phát hiện ta lại lần nữa yêu đương, đã mất đi Bạch Hạc đồng học, ta lại phát hiện tân ái. Biệt Tuyết lão bản, nàng là một nhà mắt xích khách sạn đại lão bản. Tống Thư Hàng khẽ mỉm cười nói, mặt khác, nàng và Bạch Hạc đồng học là tình địch. Cho nên, các ngươi cũng đừng nghĩ. Tại sao có thể như vậy? Nhưng vừa rồi Bạch Hạc đồng học không phải tại nàng nơi đó mua thức ăn sao? Tống Thư Hàng nhẹ nhàng cử đi nâng hộp cơm nhỏ, vì bọn nàng cộng đồng người yêu đặt bữa ăn. Thư Hàng A, người giới thiệu một cái không có yêu đương đối tượng mỹ nhân cho chúng ta nhận biết hạ thôi. Thổ Ba nói. Tống Thư Hàng nhún vai, ta thật sự không biết. Uy, Thư Hàng, các người tan lớp không có. Cửa phòng học, lại có một vị dáng người xinh đẹp tiên tử tiến đến, đối Tống Thư Hàng kêu lên. Tống Thư Hàng. Hôm nay thổi cái gì gió, đoàn người đã hẹn lúc này tới tìm hắn. Lúc này tới là Đông Phương Lục tiên tử, trong tay nàng bưng lấy cái mũ bảo hiểm xe máy. Xem ra nàng giấy lái xe còn không có bổ sung trở về. Tuyết Lang động chủ nhà vẫn còn chứ? Còn không có đâu, còn có một tiết khóa. Tống Thư Hàng cười nói. Tiểu Thải đâu, ta mang nàng ra ngoài dạo chơi đi. Đông Phương Lục tiên tử nói, nàng vừa tìm được một chỗ siêu độ nơi tốt, chuẩn bị tới mang Tiểu Thải đi siêu độ. Tiểu Thải trên người bây giờ công đức chi lực đã có hình thức ban đầu, lại tiếp tục, thật có hy vọng che giấu trên người nàng yêu khí. Tiểu Thải hôm nay không có cùng ta tới, đang ở nhà bên trong nghỉ ngơi đây. Đông Phương trước tỷ tỷ, ngươi trực tiếp đi trong nhà tìm nàng liền tốt. Tống Thư Hàng nói. Tiểu Thải hôm qua đã trải qua thiên kiếp đạn đạo cùng thiên kiếp đạn hạt nhân bạo tạc, tinh thần mỏi mệt, bây giờ còn đang đi ngủ nghỉ ngơi. Nha, Minh Bạch, chìa khóa cho ta, ta đi tìm nàng. Đông Phương Lục tiên tử nói. Tống Thư Hàng lấy ra chìa khóa, đưa cho tiên tử. Mặt khác, lần sau xin gọi ta Đông Phương muội muội. Đông Phương Lục tiên tử nháy nháy mắt, ta nhìn so ngươi trẻ tuổi hơn. Tống Thư Hàng, ta nhìn cũng không già có được hay không? Quay lại gặp a, Đông Phương Lục tiên tử xinh đẹp rời đi. Tại Đông Phương Lục tiên tử sau khi rời đi, Đông Phương muội muội thật sự là quá xinh đẹp, tâm can của ta đều tại tránh ra nhảy. Quả thực là cái vưu vật nha. Tống Thư Hàng bình tĩnh nói, đừng suy nghĩ, vị này cũng có đối tượng. Nghe nói Thiên Sơn Tông người hiền lành Lưu Long, một mực đang nhiệt luyến lấy Đông Phương Lục tiên tử, mặc dù còn không có truy cầu thành công. Thổ Ba, cho nên a, đến cái không đối tượng muội tử đi. Đừng suy nghĩ, ta Tống Thư Hàng nói được nửa câu, cổng lại xuất hiện một bóng người, trên người tản ra ôn hòa sóng sức mạnh. Tống Thư Hàng nói được một nửa lập tức dừng lại. Lại tới. Lúc này tới lại là vị tiền bối nào? Tống Thư Hàng xoay đầu lại, hướng phía cổng nhìn lại. Sau đó, hắn nhìn thấy một vị ăn mặc màu trắng chế thức tiểu tây trang nữ tử, đang đứng tại cửa ra vào, mặt mỉm cười trong phòng học tìm kiếm lấy. Lại là tìm hắn. Lúc này là ai? Cao Mỗ Mỗ đẩy Tống Thư Hàng. Lúc này ta thật sự không biết. Tống Thư Hàng lắc đầu. Lúc này, vị kia màu trắng tiểu tây trang nữ tử, thấy được Tống Thư Hàng. Nàng mỉm cười, nện bước yêu nhã bộ pháp hướng Tống Thư Hàng đi tới. Tống Thư Hàng chú ý tới. Nàng mỗi một bước ra, khoảng cách cũng như cùng dùng có thước đo đồng dạng tiêu chuẩn. Mấy bước về sau, nàng đã tiếp cận Tống Thư Hàng. Vị này trước tiên sinh, ngài. Vừa mới nói được nửa câu lúc, yêu nhã âu phục trắng nữ tử, dưới chân giày cao gót rẽ ngang, hướng trên mặt đất quẳng đi. Cẩn thận, Tống Thư Hàng vô ý thức đưa tay, chuẩn bị dìu nàng. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy âu phục trắng nữ tử xuất khí đưa tay trên mặt đất khẽ trống, cả người cao cao bắn lên. Sau đó ở giữa không trung dạo qua một vòng, bộp một tiếng, vững vàng đứng ở trên mặt đất. Tống Thư Hàng trong phòng học, lập tức lặng ngắt như tờ. Một năm này động tác, thuộc về cấp thế giới thể thao vận động viên cấp bậc. Mà lại, nữ tử này còn mang giày cao gót đây. Đây là một cái xuất khí mỹ nhân. Giày này ăn mặc thật khó thụ, cái nào ngu xuẩn phát minh. Âu phục trắng nữ tử lẩm bẩm nói. Tống Thư Hàng. Giày cao gót ăn mặc là khó chịu.
nhưng là mỹ nhân mặc nó vào lúc, hội lộ vẻ rất đẹp mắt. Mà lại nghe nói, cái đồ chơi này vừa phát minh ra lúc đến, là nam nhân tại mặc. 2333. Khục, người tốt, người tìm ai? Tống Thư Hàng hỏi. Tìm ngài, Âu phục trắng nữ tử ngẩng đầu, lần nữa lộ ra nụ cười ấm áp. Nàng dùng xưng hô là, ngài. Con dấu, Tống Thư Hàng thử hỏi. Cái gì, Âu phục trắng nữ tử vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Xem ra không phải trong đám đạo hữu giới thiệu đến hắn cái này đóng mộc. Vậy cái này không quen biết tiên tử, tìm hắn chuyện gì? Mặc dù không biết con dấu là có ý gì, bất quá ta tìm ngài là sự tình khác. Âu phục trắng nữ tử nói, có chút thả ra trong cơ thể nàng linh lực. Tại nàng thả ra linh lực bên trong, ẩn chứa rất nhiều linh thú lực lượng khí tức, mơ hồ trong đó tựa hồ có 33 loại thần thú kêu to. Tống Thư Hàng có chút dừng lại tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công khí tức. Ngài có thời gian không? Ta nghĩ tìm ngài trò chuyện chút. Âu phục trắng nữ tử nói. Hiển nhiên, nàng là lấy, hậu bối, thân phận, tới gặp Tống Thư Hàng. Hiển nhiên nàng gặp qua Tống Thư Hàng, nhân tiền hiển thánh, hình ảnh. Đi theo ta, Tống Thư Hàng nói. Hắn đứng lên, lại đối Cao Mỗ Mỗ nói, lão Cao, một hồi cái kia sở sở cô nương cùng Đậu Đậu nói chuyện điện thoại xong trở lại, ngươi để cho nàng chờ ta một chút. Được, Cao Mỗ Mỗ nói. Tống Thư Hàng đứng dậy, cùng vị kia Âu phục trắng nữ tử dốc lòng cầu học giáo mái nhà bước đi. Tìm ta có chuyện gì không? Vừa đi, Tống Thư Hàng truyền âm nhập mật hỏi. Ta tìm đến tiền bối, là bởi vì đệ tử của ta, tựa hồ tại ngài nơi này. Âu phục trắng nữ tử nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 77.